Đô thị cực phẩm y thần. Diệp Thần. Tập 26. Diệp Thần như vậy nghịch thiên, sau lưng tự nhiên có đại năng. Mấu chốt hắn không nghĩ tới là loại cấp bậc này đại năng à. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, Trần Thiên Lê một chỉ điểm ra, một đạo ánh sáng bắn về phía Phương Chấn Nghiệp trong đầu. Giờ khắc này, hắn đầu lâu dường như muốn nổ bể ra. Khó khăn bị trình độ cao nhất. Loại này đau đớn giống như rất miễn cưỡng phải đem hắn trí nhớ trừ ly. Thả qua ta, van cầu ngươi thả qua ta cái gì đều nói. Phương Chấn Nghiệp chỉ có thể khổ khổ cầu xin tha thứ. Nhưng là Trần Thiên Lê không để một chút để ý, hắn chuyện muốn làm, người bất kỳ cũng đừng nghĩ ngăn trở. Huống chi hắn thời gian không nhiều lắm, có thể nhiều giúp Diệp Thần một ít là hơn giúp một ít. Thời khắc này Trần Thiên Lê đầu ngón tay lóe lên một đạo màu xanh ánh sáng, sau đó ngón tay động một cái, đạo tia sáng này bắn vào Diệp Thần ấn đường. Diệp Thần ngay tức thì cảm giác được trong đầu thoáng qua từng bức họa. Trong hình, có trọng thương ngã gục Lâm Tuyệt Long, cũng có đi qua đi lại, kiên định bất khuất phụ thân Diệp Thiên Chính. Phụ thân bị giam ở núi Giang Đạo một nơi trong phòng đá. Phương Chấn Nghiệp nhiều lần nghiêm hình ép cung, nhưng đều bị một cổ vô cùng lực lượng mạnh phá vỡ. Ngược lại để cho Phương Chấn Nghiệp bị không thiếu tổn thương. Giống như, người bất kỳ muốn giết mình phụ thân, cũng biết bị một đạo lực lượng vô tình ngăn trở. Cái cuối cùng liên quan tới phụ thân hình ảnh, chính là Phương Chấn Nghiệp mang tới mấy vị cả người áo bào đen, khí tức cường đại cụ già. Những cụ già này trên cổ toàn đều xăm một miếng phong cách cổ xưa màu đỏ cửa. Huyết minh. Cái này Diệp Thiên Chính trên người lực lượng, ta vận dụng hết thảy thuật pháp không cách nào phá rõ ràng, chỉ có thể giao cho huyết minh tới xử lý. Căn cứ ta điều tra một ít tin tức, người này sau lưng gia tộc bảo vệ một kiện trí bảo cùng với một cái thiên cổ bí mật. Thời đại thượng cổ, Côn Lôn Hư thì có một cái Diệp gia, ta không biết Hoa Hạ Ninh Ba Diệp gia và cái đó Côn Lôn Hư Diệp gia có không có quan hệ, nhưng là từ trên người người này bùng nổ lực lượng tới xem, tuyệt đối không phải là Hoa Hạ phổ thông người. Người này mặc dù không có tu vi, nhưng là trên mình điểm khả nghi trùng trùng, xin huyết minh người vận dụng thuật pháp tìm được. Đây là Phương Chấn Nghiệp đoạn này trong trí nhớ cuối cùng mấy câu nói. Dứt lời, mấy vị kia huyết minh cường giả gật đầu một cái, mang đi phụ thân. Hiển nhiên, điều bí mật này, Phương Chấn Nghiệp phát hiện mình căn bản không ăn được, chỉ có thể để cho huyết minh người tới xử lý. Mà Lâm Tuyệt Long thì bởi vì thương thế bị một người khác mang đi. Sống chết không biết. Diệp Thần trong lòng có chút thất lạc, hắn vẫn là tới trễ mấy bước. Nếu như để ra mấy ngày trước bước lên núi Giang Đạo, có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp đem phụ thân cứu ra. Hắn nhìn một cái cả người co giật Phương Chấn Nghiệp, hừ lạnh một tiếng, một kiếm đánh xuống. Phương Chấn Nghiệp đầu lâu tại chỗ bị chém đứt. Không có giá trị người, không bằng giết. Trần Thiên Lê nhìn một cái Diệp Thần, nhàn nhạt nói, ngươi cũng không cần như đưa đám, căn cứ trí nhớ, người phụ thân không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa, người phụ thân tất nhiên đi Côn Lôn Hư, chỉ cần tìm được huyết minh liền có thể tìm được người phụ thân. Côn Lôn Hư, người trốn không tránh được, nơi đó mới là người chiến trường chân chính. Coi như là vì ta, người vậy phải đi. Chúng ta trăm người hy vọng, liền muốn người đi Côn Lôn Hư bước ra bước đầu tiên. Diệp Thần đột nhiên kịp phản ứng, con người có giúp một cái, sư phụ, ta nghe các người mấy vị cũng đề cập tới một câu nói ta thừa tái các người hy vọng, lại là các người xoay mình, đây rốt cuộc là ý gì? Còn nữa, người nếu ở trong luân hồi mộ địa, hẳn biết ta thân thế. Trần Thiên Lê lắc đầu một cái, có ít thứ, coi như ta biết, vậy không nhất định sẽ nói. Huống chi, thân thế của người ta thật không biết. Núi Thiên Đạo, người cũng không thể tới không, bên trong tay người có Trấn Hồn Kiếm, cũng nên đi lấy ngoài ra một kiểu đồ. Diệp Thần ngẩn ra, hiếu kỳ nói, thứ gì? Trần Thiên Lê gắt gao nhìn chằm chằm một phương hướng, luân hồi mộ địa nhưng có người đối với người nói tới qua một thứ bảo bối. Trấn Hồn Phá Dương. Trấn Hồn Phá Dương nhìn như là hai thanh kiếm, trong tay người chính là Trấn Hồn Kiếm, còn có một cái Khiếu Phá Dương Kiếm, cái này hai thanh kiếm, nhìn như mạnh mẽ. Nhưng là trọng yếu hơn chính là cái này hai thanh kiếm dưới có một hòn đá, đá này tên là Trấn Hồn Phá Dương Thạch. Một khi luân hồi mộ địa hấp thu tảng đá kia, vậy đối với người ta đều có chỗ tốt.
Vốn là ta dự định từ Côn Lôn Hư sau khi trở về, liền mang ngươi đi một chuyến Hồng Kông, tìm đá này, bây giờ nhìn lại, trong sâu xa đã đem ngươi dẫn nhập nơi đây. Ngươi theo ta tới. Trần Thiên Lê hướng một phương hướng đi, hai tay chắp sau lưng, nhìn như chậm chạp, nhưng là mỗi một bước nhưng lộ ra một tia thần vận. Diệp Thần tự nhiên đi theo lên, hắn có thể cảm giác được luân hồi mộ địa chấn động cực kỳ mãnh liệt. Tựa như lập tức muốn lao ra thân thể vậy. Trong tay chấn hồn kiếm cũng là liên tục không ngừng tràn ra cuồn cuộn linh khí. Bao Bồi Dân và còn lại mấy vị hoa hạ người bảo vệ khi thấy hai người đi phương hướng, sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn họ phải đi núi Giang Đạo cấm địa. Nói nhảm, có thể để cho loại này đại năng cảm thấy hứng thú cũng chỉ có núi Giang Đạo cấm địa. À, xem ra, núi Giang Đạo từ đây lại nữa, nếu như những thứ đó bị mang đi, núi Giang Đạo trận pháp và linh khí đều biến mất. Cái này rõ ràng là cướp đoạt à, một cái ông già thở dài nói. Vạn lão nhìn đối phương một cái, lạnh lùng nói, ngươi ngược lại là đi ngăn cản à, loại này đại năng dõi mắt hoa hạ, ai có thể ngăn cản. Các người cũng nhìn thấy, hắn giết chúng ta chỉ bất quá hô hấp giữa sự việc, càng có thể cưỡi mây lướt gió, ngự kiếm bay tiên, loại này tồn tại, đừng nói cầm vật kia, coi như cầm hoa hạ long mạch, cũng không có ai dám nói gì. Huống chi lần này, là chúng ta hoa hạ người bảo vệ thiếu nợ Diệp Thần, liền làm bồi thường hắn đi, còn như núi Giang Đạo, không muốn cũng được. Mọi người chỉ có thể như vậy tiếp nhận. Cùng lúc đó, thành phố Bắc Kinh, ám điện. Giang Dung đã không biết ở chỗ này nán lại nhiều ít ngày, mấu chốt không có bất kỳ thần nhi và thiên chính tin tức. Nàng trong lòng luôn có dự cảm bất tường. Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện liền đi. Giang Dung thở ra một ngụm chọc khí, nhiều ngày như vậy, nàng tiến bộ thần tốc, đã đạt tới khí động cảnh. Thiên phú này, đặt ở Côn Lôn Hư, vậy có thể nói là nghịch thiên cử chỉ. Nàng mở ra cửa phòng tu luyện, lần nữa gọi thông Diệp Thần điện thoại, không có ai nghe. Có cái gì ta có thể giúp sao? Diệp Lăng Thiên đi tới, tôn kính nói. Ở hắn trong mắt, Giang Dung phải thận trọng hầu hạ à. Nếu không điện chủ tuyệt đối sẽ nổi cáu. Diệp Lăng Thiên, ta muốn hỏi một chút, thần nhi rốt cuộc đi nơi nào? Hắn trước khi rời đi nói là đi đón phụ thân hắn, nhưng là cái này cũng không khả năng lâu như vậy đi, ngươi nói thật với ta, có phải hay không sự việc có biến? Diệp Lăng Thiên liền vội vàng lắc đầu, ta thật không biết điện chủ đi nơi nào, có thể có chút sự việc trì hoãn đi. Lại chờ mấy ngày, điện chủ có thể trở về. Giang Dung biết từ đối phương trong miệng không có được cái gì hữu dụng tin tức, liền đi ra bên ngoài, ta muốn đi ra ngoài một chút. Điện chủ có giao phó, trước khi hắn trở lại, ngài có thể không thể đi ra ngoài nha, an nguy của ngài ta nhưng là phải bảo đảm. Diệp Lăng Thiên thanh âm thậm chí mang một tia khổ khổ cầu khẩn. Giang Dung đôi mi thanh tú một nhăn mày, người nếu như không yên tâm, đi theo ta là được rồi. Ta ngây ngô nơi này quá lâu, cần phải đi bên ngoài thổi một chút gió. Diệp Lăng Thiên muốn nói cái gì, nhưng là lời đến khóe miệng vẫn là rất miễn cưỡng nuốt xuống. Giang Dung trực tiếp hướng ám điện bên ngoài đi, lại là bấm Giang Kiếm Phong điện thoại. Chỗ cũ, gặp mặt, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Ở Giang Dung trong mắt, dưới mắt có thể cho hắn tin tức xác thật, chỉ có Giang Kiếm Phong. Nửa giờ sau đó, một tiệm trà. Giang Dung gặp được Giang Kiếm Phong. Liền nước trà cũng không có lên, Giang Dung nói thẳng, nhị ca, ngươi cho ta thấu cái để, thần nhi và thiên chính rốt cuộc đi đâu. Giang Kiếm Phong nhìn một cái Giang Dung, còn ngươi hơi có giúp một cái, Bội Dung, ngươi lại có thể khí động cảnh. Nhanh như vậy, lúc này mới nhiều ít ngày à. Hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, cố nhiên biết Giang Dung từ nhỏ liền bộc phát ra cực mạnh thiên phú tu luyện, nhưng là căn bản không nghĩ tới. Giang Dung bỏ lỡ cao nhất thời gian tu luyện lại còn như thế khủng bố. Người một nhà đều là yêu nghiệt sao? Tại sao loại này thiên phú nghịch thiên không có truyền thừa đến trên người mình? Những thứ này cũng không trọng yếu, ta chỉ muốn biết chồng con ta. Giang Kiếm Phong tỉnh hồn lại, suy tư mấy giây, vẫn là nói, Bội Dung, theo ta biết, Diệp Thần đi Hồng Kông người bảo vệ Phương Trấn Nghiệp mang muội phu, Diệp Thần hẳn đi báo thù. Chỉ bất quá cái thù này, giữ nhiều lành ít, ta phái người một mực lưu ý Hồng Kông tình huống bên kia, theo lý mà nói, ngày hôm nay nên có kết quả rồi, nhưng là bên kia còn chưa có hồi âm.
Giang Dung nghe được Hoa Hạ người bảo vệ, con người bỗng nhiên xúc tới cực điểm. Hoa Hạ người bảo vệ cái gì tu vi, nàng nhưng mà rất rõ ràng à, bây giờ Diệp Thần lại vì cứu ra Diệp Thiên Chính, một người đi tìm Hoa Hạ người bảo vệ tính sổ. Đây là điên rồi phải không? Nàng rốt cuộc rõ ràng Diệp Thần tại sao không cùng nàng nói thật, bởi vì nói, mình căn bản không biết đồng ý hắn đi. Ngươi cho ta an bài một giá khứ Hồng Kông máy bay, lập tức. Lập tức. Giang Kiếm Phong không nhúc nhích người dự định, ngược lại nói, Bội Dung, ta hy vọng ngươi thanh tỉnh, Diệp Thần đây là tìm chết được là, ngươi đi chỉ biết thêm loạn, Hoa Hạ người bảo vệ nhưng mà sừng sững Hoa Hạ võ đạo giới đỉnh cấp tồn tại, ai dám chọc, ai dám đụng chạm. Hồng Kông ta là chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi đi, không chỉ như vậy, ta còn có một kiện chuyện rất trọng yếu và ngươi nói. Giang Dung con ngươi đông lại một cái, mở miệng nói, chuyện gì? Giang Kiếm Phong thận trọng nhìn chung quanh một cái, gặp phụ cận không có người, mới nhẹ giọng nói, mới vừa nhận được tin tức, đại ca phải về tới, không chỉ như vậy, một năm một lần tông môn tuyển chọn vậy muốn bắt đầu, lấy ngươi tu vi và thiên phú, tuyệt đối sẽ bị chọn. Sau đó ngươi nhất định có thể thành là Côn Lôn hư cao cấp cường giả, đến lúc đó ngươi mới có năng lực bảo vệ Diệp Thần và ngươi lão công Diệp Thiên Chính à. Giang Dung đối với cái gì tông môn tuyển chọn không có hứng thú chút nào. Nhưng đối với đại ca trở về, trong mắt tràn đầy kích động. Đại ca đã từng cơ hồ là hiểu rõ nhất nàng tồn tại, biệt ly không biết nhiều ít năm, bây giờ rốt cuộc trở về. Nàng có thể không kích động sao? Nghe nói từ Côn Lôn hư đi ra ngoài cường giả, đều là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Nhưng mà vừa nghĩ tới con mình và trượng phu không biết ở nơi nào, nàng lại lắc đầu, ta đã không phải người Giang gia, bây giờ chuyện gì đều cùng ta không có quan hệ, duy chỉ có Thần Nhi và Thiên Chính. Giang Kiếm Phong nghe được câu này, vội vàng lấy ra một phong thơ, đưa cho Giang Dung, Bội Dung, đây là lão gia tử nói xin lỗi tin, thật ra thì lão gia tử đã biết được sai lầm của mình rồi. Mấy cái này ban đêm, hắn một mực đắm chìm trong hối hận và tự trách trong. Có lẽ bây giờ thay đổi đã quá muộn, thậm chí ở ngươi trong mắt có chút cỏ đầu tường cảm giác, nhưng là ta có thể cảm giác được lão gia tử hối cải tâm. Hắn nói, vô luận như thế nào, ngươi, Diệp Thiên Chính, cũng hoặc là Diệp Thần, tùy thời đều có thể bước vào Giang gia. Nếu như có người dám động các người, Giang gia cũng biết không chút do dự đứng ra, đây là hắn thái độ. Giang Dung trong mắt có chút lộ vẻ xúc động, dẫu sao máu nồng tại nước, nói thế nào đi nữa, trên người nàng chảy xuôi chính là Giang gia máu. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này nhờ vào Diệp Thần, nếu như không có Diệp Thần, lão gia tử cũng không khả năng như vậy thay đổi. Được rồi, chuyện này ta và Thần Nhi thương lượng qua rồi hãy nói. Giang Dung đem tin đẩy trở về. Giang Kiếm Phong con người có giúp một cái, mới vừa muốn nói cái gì. Một cái to lớn trung niên nam tử đi vào. Trung niên nam tử trên mình lưu động cực kỳ ưu việt hơi thở, thực lực chắc tuyệt. Bội Dung, Kiếm Phong. Nghe được cái này thanh âm, Giang Dung và Giang Kiếm Phong chợt hướng to lớn nam tử nhìn. Một giây kế tiếp, hai người giật mình. Bước vào Côn Lôn hư Giang Vấn Thiên trở về. Đại ca. Hai người hai miệng đồng thanh nói, lại là đứng dậy. Trong mắt có kinh ngạc. Còn có hoảng sợ. Ai có thể nghĩ tới sẽ ở đây dạng một cái quán trà gặp mặt. Giang Kiếm Phong càng là bị liền một cái đối phương một cái ôm xiết. Giang Vấn Thiên sang sáng cười một tiếng, các người cũng không cần đứng, ngồi là được rồi, trà này quán vậy mở ra mấy chục năm đi, ta tới Hoa Hạ chỉ bất quá muốn xem còn ở đó hay không, lại không nghĩ rằng, các người lại đang cái này. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Đúng rồi. Phụ thân thân thể như thế nào, ta lần này tới vội vàng, còn không có đi Giang gia. Giang Vấn Thiên hiếu kỳ nói. Đại ca xin yên tâm, phụ thân thân thể không có bất kỳ vấn đề, nếu không, ta bây giờ liền mang ngươi hồi Giang gia. Giang Vấn Thiên khoát khoát tay, sau đó ánh mắt rơi vào Giang Kiếm Phong trên mình, Kiếm Phong, người rất tốt, tu vi lại có thể trưởng thành đến nước này. Sau đó nhìn về phía Giang Dung, con người bỗng nhiên co rúm một cái, ồ. Bội Dung, ngươi lại có thể bước vào con đường tu luyện. Khí động cảnh, lấy ngươi thiên phú, khí động cảnh, có chút chậm, xem ra ngươi bỏ lỡ cao nhất thời gian tu luyện, phỏng đoán cũng chỉ tu luyện một năm cỡ đó, cũng có thể hiểu. Giang Kiếm Phong thiếu chút nữa phun ra một hớp lão máu, yếu ớt nói, đại ca,
theo ta biết, Bội Dung thời gian tu luyện liền nửa tháng cũng không có đến. Cái gì? Khí định thần nhàn Giang Vấn Thiên Diễn cảm tựa như động lại, tựa như gặp quỷ vậy. Nếu như mười mấy ngày liền bước vào khí động cảnh, vậy ở Côn Lôn hư vậy coi là lên yêu nghiệt à? Mấu chốt muội muội mình thiên phú đích xác nghịch thiên a. Giang Kiếm Phong nghĩ tới điều gì, nhàn nhạt nói, đại ca, cái này còn không là kinh ngạc nhất, chân chính khủng bố là Bội Dung đứa trẻ. Giang Vấn Thiên nhướng mày một cái, Bội Dung đứa trẻ. Ta nếu như nhớ không lầm, kiểm chắc hẳn là phàm căn đi. Phàm căn người, không thể nào đang tu luyện một đường có bất kỳ thành tựu. Đây là nhất định sự thật. Giang Dung không nói gì, ngược lại là Giang Kiếm Phong nhưng không nhịn được, dùng một cổ khá là tự hào giọng lớn tiếng nói, đại ca, chính là cái này phàm căn người, đem Hoa Hạ võ đạo giới khuấy long trời lỡ đất. Chính là cái này phàm căn người, dòm ngó ngôi báu Hoa Hạ người thứ nhất. Chính là cái này phàm căn người, diệt Lâm gia, tùy tùy tiện tiện chém giết Hoa Hạ người bảo vệ. Lời này vừa nói ra, Giang Vấn Thiên giật mình. Đầu óc trống rỗng. Lâm gia hắn biết, Hoa Hạ người bảo vệ hắn cũng biết, ung dung chém chết, một cái phàm căn. Đùa gì thế? Giang Kiếm Phong biết đại ca không tin, liền đem đoạn này thời gian sự tình phát sinh toàn bộ nói một lần. Giang Vấn Thiên càng nghe càng kinh hãi. Nếu như không phải là hắn rõ ràng đệ đệ mình, những người khác nghe tuyệt đối sẽ đem hắn làm người điên. Nửa giờ sau đó, Giang Vấn Thiên lâm vào yên lặng, sau đó nhìn về phía Giang Dung, kích động nói, tốt. Tốt, tốt, Bội Dung ngươi sinh một cái tốt nhi tử à, ta đây là đối với cái này ngoại sanh tới một ít hứng thú, lần này ta tông môn tới Hoa Hạ chọn thiên phú người, Diệp Thần và Bội Dung, các người tuyệt đối có tư cách tiến vào Côn Lôn hư. Một khi tiến vào Côn Lôn hư, các người thực lực tất nhiên nước lên thuyền lên. Giang Dung cự tuyệt nói, đại ca, ta đối với tu luyện không có hứng thú, ta chỉ muốn và thần nhi cùng với thiên chính người một nhà thật vui vẻ chung một chỗ. Ngay tại lúc này, Giang Kiếm Phong điện thoại di động reo, hắn nhìn một cái điện tới biểu hiện, kích động nói, Hồng Kông bên kia có tin tức. Sau đó tiếp điện thoại, nhưng là nghe tới điện thoại tin tức bên kia truyền đến. Giang Kiếm Phong diễn cảm thay đổi. Rất khó xem, thậm chí có lau một cái sâu đậm khiếp sợ. Cuối cùng, điện thoại di động cũng là rơi trên mặt đất. Hồng Kông bên kia thế nào? Giang Dung lòng tựa như treo. Hoa Hạ người bảo vệ xảy ra chuyện, 10 vị Hoa Hạ người bảo vệ bỏ mình. Diệp Thần, thật giống như thắng. Vậy Thiên Chính đâu? Diệp Thiên Chính không rõ tung tích. Bất quá có người thật giống như thấy Diệp Thiên Chính bước lên Hồng Kông bay đi Côn Luân máy bay, chân thực tính còn không xác định. Giang Dung diễn cảm như xe qua núi một cách biến hóa, sau đó, nàng nghĩ tới điều gì, đối với Giang Vấn Thiên nói, đại ca, Bội Dung cầu ngươi một chuyện, ngài thủ đoạn mạnh mẽ, nhất định có thể tra ra Thiên Chính tin tức. Giang Vấn Thiên nhìn một cái Giang Dung, cuối cùng vẫn gật đầu, muội phu hẳn đi núi Côn Lôn, hơn nữa có thể là Côn Lôn hư. Ta vừa vặn biết một vị Côn Lôn hư người giữ cửa, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. 5 phút sau đó, Giang Vấn Thiên điện thoại di động reo, phía trên truyền đến một bản tấm ảnh. Chính là Diệp Thiên Chính và mấy vị huyết minh cường giả bước vào Côn Lôn hư hình ảnh. Xem ra sự việc có chút khó giải quyết, huyết minh mang đi Diệp Thiên Chính, nhưng là huyết minh tại sao phải mang đi một cái tay trói gà không chặt người bình thường thôi. Kỳ quái! Nghe được câu này. Giang Dung trong mắt lóe lên một tia lửa giận và kiên định. Nàng biết huyết minh. U hồn ngục giam dính dấp là huyết minh. Dù là Lâm gia sau lưng cũng có huyết minh bóng dáng. Bây giờ lại là Hoa Hạ người bảo vệ. Xem ra cái này huyết minh thật âm hồn không tiêu tan à. Coi như Diệp gia có bí mật gì, vậy không cần phải đem trượng phu mình làm hàng hóa vận chuyển đi. Giang Dung trên mình thậm chí xuất hiện một đạo cực mạnh ý định giết người. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Vấn Thiên, đại ca, mang ta đi gặp sau lưng ngươi người tông môn, ta muốn đi Côn Lôn hư. Hồng Kông, núi Giang Đạo. Diệp Thần và Trần Thiên Lê đi tới núi Giang Đạo một nơi hẻo lánh đất. Diệp Thần có thể cảm giác đến chỗ này liền là cả núi Giang Đạo tâm trận. Huyết mạch hắn sôi trào. Không chỉ như vậy, chấn hồn kiếm vậy tránh thoát lòng bàn tay của hắn. Trôi lơ lửng ở giữa không trung. Đồ nhi, có chuyện ngươi có thể không biết, ngươi thiên phú và linh căn cả người bất đồng,
ở Hoa Hạ thậm chí còn Côn Lôn hư kiểm tra cũng biết là giống nhau kết quả, đó chính là phàm căn cũng hoặc là phế cây, nhưng là trên thực tế nhưng là hoàn toàn ngược lại, người thiên phú từ trình độ nào đó mà nói, cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, nhất là cổ quái là, thật giống như trong cơ thể của ngươi phong ấn thứ gì, vật này, hẳn ở ngươi lúc còn rất nhỏ thông qua nào đó phá vỡ thiên đạo kiểm tra thủ đoạn làm được. Ta trong lòng có một suy đoán, nhưng là trước mắt không tiện nói. Dứt lời, Trần Thiên Lê ngón tay bóp quyết, một cổ cực kỳ mạnh mẽ hơi thở từ trong cơ thể hắn ầm ầm bùng nổ. Kinh khủng lực lượng ở hắn quanh thân quanh quẩn. Mở. Một tiếng giống giận, toàn bộ núi Giang Đạo tựa như chấn động lên. Sau đó lại là dâng lên một tòa cổ xưa thần môn. Thần môn một nơi, chấn hồn kiếm tựa như bị nào đó chỉ dẫn, trực tiếp bay vào. Đồng thời, Diệp Thần vậy cảm giác được một cổ cực kỳ kinh khủng hấp lực, điên cuồng lôi kéo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn thân thể ngay tức thì vậy bước vào thần môn, biến mất không gặp. Trần Thiên Lê con người híp lại, lẩm bẩm nói, đồ nhi, thành bại, liền xem này nhất cử. Chỗ này, là số mệnh trong không cách nào trốn tránh. Ngươi hiện đang đột phá tốc độ, đối với người bình thường mà nói đã nghịch thiên, nhưng là xa xa không đủ, chỉ có để cho ngươi mạnh mẽ, mới có tư cách chạm được luân hồi mộ địa chỗ sâu bí mật, đừng trách phi sư à. Nói xong, Trần Thiên Lê một bước bước vào. Diệp Thần bước vào trận pháp kia cửa sau đó, vốn cho là sẽ như dẫm trên đất bằng, nhưng kinh hãi phát hiện mình tựa như rơi vào đầm sâu. Một cổ lạnh như băng cảm giác tấn công tới. Đây là địa phương nào? Diệp Thần ngưng tụ một đạo tươi ngon mọng nước phù, bọc toàn thân. Đồng thời, tầm mắt hướng bốn phương tám hướng tra xem. Đây là một nơi đại khái trăm mét hồ, quỷ dị chính là hồ này hình như là ở núi Giang Đạo phía dưới. Núi Giang Đạo chung quanh không có bất kỳ con sông, càng không thể nào ở cao như vậy vị trí. Nước chảy vẫn còn ở động, lưu động phương hướng lại còn là ngược dòng. Bành! Chấn hồn kiếm trực tiếp chìm vào hồ, ngay tức thì nổ tung, kích thích đầy trời đợt sóng. Toàn bộ hồ tựa như đều chấn động một cái, sóng lớn lăn lộn. Rào rào! Mà đang ở cái này cơn sóng thần chính giữa, đột nhiên, một đạo bóng người to lớn từ đáy nước lao ra. Dài mấy chục trượng, toàn thân màu đen, tản mát ra khí tức lạnh như băng. Cái này bất ngờ chính là một cái khó có thể tưởng tượng chăn lớn. Mấu chốt chăn lớn trên mình phun trào ra cực kỳ kinh khủng linh khí. Vậy lạnh như băng con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, giống như là người ánh mắt vậy. Trời ạ, tu luyện thành tinh. Diệp Thần hoàn toàn giật mình. Chăn đen lớn tựa như gặp khiêu khích, vô cùng là tức giận, lao ra mặt nước sau đó, thân thể to lớn, trực tiếp hướng Diệp Thần đập xuống đi. Không chỉ như vậy, chăn lớn quanh thân còn lưu động một đạo hỏa diễm. Trong nước ngọn lửa, hô hô, thân thể to lớn múa, cuốn lên vô biên gió lớn, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Nhìn chăn lớn càn quét tới, Diệp Thần một bên bạo lui, một bên giận dữ hét, chấn hồn kiếm, cho ta tới. Vèo, một tiếng, chấn hồn kiếm trực tiếp bay đến Diệp Thần lòng bàn tay. Diệp Thần lại là không chậm trễ chút nào, một kiếm đánh xuống. Chấn hồn kiếm mang lạnh như băng sắc bén, toàn bộ dưới đất hồ tựa như bị chiếu sáng, nhưng là một kiếm này hút khô Diệp Thần trong cơ thể 30% chân khí. Rào rào. Diệp Thần quanh thân khí thế lớn tăng, kiếm ý ngút trời, cực kỳ cuồng bạo, hướng cuốn tới chăn lớn ngăn cản đi. Phịch. Nặng nề tiếng va chạm, giống như sấm. Máu tươi dâng trào. Diệp Thần thân thể trực tiếp bị đánh bay. Nhưng là cái này chăn lớn nhưng không có phản ứng chút nào. Nó mặt ngoài miếng vảy phảng phất là một đạo khôi giáp vậy. Ngay tại lúc này, Trần Thiên Lê đạp một thanh kiếm trôi lơ lửng ở Diệp Thần cách đó không xa, đồ nhi, cái này chăn lớn cũng không phải là giống vậy chăn lớn, tên là Hắc Bạo Cuồng Mãng, chắc như bàn thạch, kiếm ngươi nếu có thể bổ ra, vi sư mới có thể dạy ngươi lên ngồi kiếm kỹ, nếu như phách không ra, vậy thì đại biểu ngươi không có tư cách học tập những thứ đó. Cái này coi như là khảo nghiệm đối với ngươi đi. Nhắc lại ngươi một câu, này Hắc Bạo Cuồng Mãng, ngươi phá thiên kiếm ý trước hai kiếm vậy không nhất định có thể phá ra, tự thu xếp ổn thỏa. Trần Thiên Lê lời còn chưa nói hết, Hắc Bạo Cuồng Mãng liền điên cuồng hướng Diệp Thần vào tới.
Diệp Thần chau mày, phá thiên kiếm ý trước hai kiếm vậy không phá nổi. Làm sao có thể? Diệp Thần không tin tà, ngưng tụ chân khí, trực tiếp đem nâng lên kiếm trong tay. Quanh thân khí thế thốt nhiên mà phát. Tiếng nổ chấn động, khí thế cường đại phóng lên cao. Gió lớn cuộn sạch, ngày tháng thất sắc. Khí thế kia, cực kỳ khủng bố. Thậm chí bùng nổ ngay tức thì, để cho người nghẹt thở. Ở nơi này một cổ sát khí dưới, tựa như cảm nhận được thiên địa động lại, giống như hóa là tu la địa ngục. Sau đó, Diệp Thần không chút do dự một kiếm đánh xuống. Phá thiên kiếm ý kiếm thứ nhất, tiềm long chém thương khung. Bành! Cường đại kiếm khí tựa như trăm mét chi dài, mặt hồ đều phải bị Diệp Thần chém thành hai khúc. Cuối cùng hung hãn chém vào hắc bạo cuồng mãng trên thân hình. Vốn cho là sẽ hóa là một đạo xương máu, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, như vậy kiếm ý chỉ bất quá ở xúc sinh này thể đồng hồ để lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Liền máu cũng không có nhiều ít. Cái này hắc bạo cuồng mãng miếng vảy chẳng lẽ là vực ngoại thép chế tạo sao? Còn không chờ Diệp Thần kịp phản ứng, một hồi tiếng nổ, hắc bạo cuồng mãng điên cuồng hướng Diệp Thần vọt tới. Tốc độ và nó thân thể cao lớn căn bản không giống nhau, quá nhanh. Sắp đến Diệp Thần căn bản không phản ứng kịp. Bành! Diệp Thần thân thể tại chỗ bị đụng bay, khạc ra một hớp đỏ bừng máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình à! Trần Thiên Lê có nhiều thú vị nhìn, cái này hắc bạo cuồng mãng cũng không thể xem nhẹ. Vượt xa cường giả chân nguyên cảnh, người nếu như không nghiêm túc nói không chừng sẽ lâm vào làm cho này hắc bạo cuồng mãng thức ăn cũng không phải là không thể được. Dĩ nhiên, đồ chơi này là luyện kiếm tốt nhất tồn tại, liền xem ngươi làm sao nắm trong tay. Diệp Thần ổn định thân hình, chân khí ngưng tụ, dẫm ở trên mặt nước, thần sắc nghiêm túc đến mức tận cùng. Nhưng là rất nhanh, vậy hắc bạo cuồng mãng lại tới. Cuốn lên gió lớn và hồ. Trăm xích sóng lớn, vô cùng kinh người. Diệp Thần gặp qua đối phương lợi hại, hơn nữa Trần Thiên Lê nhắc nhở, không dám chút nào xem thường, một kiếm đánh xuống. Theo một kiếm này càn quét ra, màn kiếm nối thành một mảnh. Vô tận kiếm quang, hóa là nước mưa, răng khắp nơi, giống như thiên la địa võng, hướng hắc bạo cuồng mãng cuộn sạch đi. Mắt thấy vô tận màu xanh kiếm quang, giống như thiên la địa võng giống vậy cuốn tới. Hắc bạo cuồng mãng lớn tiếng gào thét. Diệp Thần sát tâm, lộ ra thấy rõ. Nhưng là hắc bạo cuồng mãng há có thể cam tâm lúc này bó tay chịu trói. Quanh thân bộc phát ra từng cơn ngọn lửa, giống như rồng rắn, hướng thiên la địa võng xé đi. Đinh đinh đinh. Bất quá là trong nháy mắt, từng cơn chói tai tiếng nổ không ngừng nổ tung. Hai cổ lực lượng, ở nơi này một mảnh hồ bạc vết thương, không ngừng va chạm. Phát ra từng cơn chói tai tiếng nổ. Một cổ cường đại lực cản truyền tới, rất miễn cưỡng chặn lại Diệp Thần một kiếm thế đi. Giết! Một tiếng giống giận, Diệp Thần điên cuồng điều động trong cơ thể năng lượng. Từng đạo kiếm ý điên cuồng đánh xuống, sao hỏa từng cơn. Nhưng là căn bản không có dùng. Vậy hắc bạo cuồng mãng liền tựa như sắt thép thân thể vậy. Xem ra, chỉ có thể vận dụng phá thiên kiếm ý kiếm thứ ba. Hiện ở chân khí trong cơ thể còn đầy đủ, hẳn có thể miễn cưỡng thi triển. Rào 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 rào. Ở Diệp Thần thúc dục phát dưới, trong cơ thể hắn còn thừa lại chân khí, như nước lũ lao nhanh. Trong cơ thể huyết long lại là điên cuồng lao ra thân thể. Không chỉ như vậy, bổn mạng linh phù cũng là trực tiếp sử dụng. Giờ khắc này Diệp Thần cường thế đến mức tận cùng. Hắn đầu óc tựa như quanh quẩn giết hại đạo quân nói tiếng nói. Kiếm thứ ba, kiếm chém bát hoang. Một kiếm này là phá thiên kiếm ý chỗ tinh hoa, vậy là khó tu luyện nhất chiêu thức. Chiêu này tu luyện tới đại thành, một kiếm dưới, dung hợp thiên địa nghĩa sâu xa, ẩn chứa muôn vàn biến hóa, không chỗ nào bất lợi, không kiên không phá. Bát hoang đánh rách. Hắn nhắm mắt lại, cầm trong tay kiếm nắm chặt. Oanh! Rốt cuộc, thân thể chỗ sâu nhất vậy một cổ lực lượng tựa như bùng nổ. Đi đôi với một hồi tiếng nổ, Diệp Thần bên trong thân thể giống như vũ trụ sơ khai. Quanh thân vô tận chân khí hội tụ tới trong tay kiếm bên trong, kiếm hắn lại là giống như tỉnh lại hàng dài, ở một hồi tiếng gầm gừ chính giữa, cuồng trào ra. Ông! Chẳng qua là trong nháy mắt, theo cái này một cổ năng lượng rót vào,
Diệp Thần trong tay Trấn Hồn Kiếm đột nhiên chấn động lên. Ánh sáng bỗng nhiên tách thả ra, giống như mặt trời chói chan bay lên không. Rào rào. Từng cổ một kiếm khí ngưng tụ thành là thật thế chấp. Nội khí bên ngoài thả, kiếm khí thực chất. Làm sao có thể? Mắt thấy Diệp Thần bộc phát ra như vậy khí thế kinh người, cảm thụ giờ phút này Diệp Thần tản mát ra khủng bố ý định giết người, một bên xem cuộc chiến Trần Thiên Lê, trợn to hai mắt. Hắn chỉ bất quá muốn mượn xúc sinh này thử một lần Diệp Thần kiếm pháp. Lại không nghĩ rằng Diệp Thần lại thật sử dụng phá thiên kiếm ý kiếm thứ ba. Lần này Diệp Thần tóe ra khí thế và lực lượng, long trời lở đất. Ở nơi này một cổ kinh khủng hơi thở chính giữa, vậy hắc bạo cuồng mãng chỉ cảm thấy nghẹt thở. To lớn nguy cơ, giống như sóng biển, ngay tức thì sắp tối bạo cuồng mãng chiếm đoạt. Kiếm chém bát hoang. Dứt lời, Diệp Thần một kiếm lại hình thành trăm đạo trưởng kiếm. Trường kiếm bàn bỏ qua ở hắn quanh thân. Hung mãnh huyết quang hóa là một cái cao thiên huyết long, sáng rực oai rồng chiếu sáng thiên địa. Giờ khắc này, Diệp Thần tâm thần run rẩy, cảm giác trong lòng bao phủ một cổ uy coi, khó mà xóa đi. Cho ta bổ ra. Đi đôi với một tiếng giống giận, xúc tề trăm kiếm, lao nhanh đi. Đang đang đang. Trăm kiếm hội tụ thành một cái nước lũ, đánh về phía hắc bạo cuồng mãng. Hắc bạo cuồng mãng cùng kiếm lưu đối oanh, tuôn ra hàng loạt huyền rung động, mặt nước trực tiếp nứt ra, vậy hắc bạo cuồng mãng chắc như bàn thạch thân thể trực tiếp nứt ra. Nó ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Máu tươi bung ra. Toàn bộ hồ ngay tức thì như máu, bị hoàn toàn nhuộm đỏ. Trời ạ! Diệp Thần hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt hù dọa. Cái này mẹ hắn vậy quá kinh khủng đi. Đây chính là kiếm chém bát hoang lực lượng. Trần Thiên Lê thân thể hạ xuống, trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Hắn hài lòng gật đầu một cái, không hổ là luân hồi mộ địa chọn chúng người, quả thật không tệ. Vậy hắc bạo cuồng mãng thịt đối với người tu luyện mà nói, nhưng mà vật đại bổ, dù là ở Côn Lôn hư cũng có giá cả vô giá tồn tại. Người một khi ăn vào, người cũng biết như nhau, vậy đao kiếm và lực lượng muốn phá vỡ, rất khó. Bây giờ là nhất mới mẻ trạng thái, có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, không ăn hết liền ném nhập luân hồi mộ địa. Diệp Thần nhìn mặt nước trôi lơ lửng hắc bạo cuồng mãng, tình cảnh có chút buồn nôn, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn làm theo. Một hớp dưới, hắn cảm giác cả người nóng ran, tựa như bị một đạo hỏa diễm cháy vậy. Thứ hai miệng. Hắn thân thể dần dần đỏ lên, toàn bộ hồ nước tựa như cũng nóng bỏng. Không biết ăn nhiều ít miệng, Diệp Thần cảm giác mình trên mình lưu động một đạo sáng chói ánh sáng rực rỡ. Tốt lắm, xong hết rồi, ngươi lại đem cái này hắc bạo cuồng mãng thứ khác lấy ra, trên người nó cũng đều là bảo bối. Trần Thiên Lê phân phó nói. Hắc bạo cuồng mãng cả người áo giáp, bị Diệp Thần nguyên vẹn gỡ xuống, không chút do dự, trực tiếp bỏ vào luân hồi mộ địa chính giữa. Rồi sau đó là cái này hắc bạo cuồng mãng gân cốt. Một cái có chừng trăm trượng dài, lớn bằng ngón cái, toàn thân trong suốt gân, thậm chí so áo giáp cứng cáp hơn gân, bị Diệp Thần cưỡng ép rút ra, nhét vào luân hồi mộ địa. Cuối cùng chính là hắc bạo cuồng mãng xương cốt. Đây là mật rắn. Mà làm Diệp Thần đem cái này hắc bạo cuồng mãng hoàn toàn lột ra sau đó, thấy được một quả thậm chí so quyền đầu lớn hơn mật rắn sau đó, không nhịn được mặt đầy kích động. Nguyên vẹn vô cùng mật rắn, có thể làm cho người cảm nhận được nồng đậm năng lượng khí tức. Mật rắn vốn là vật đại bổ, huống chi là cái này hắc bạo cuồng mãng mật rắn. Nhìn trước mắt mật rắn, Diệp Thần hô hấp cũng lộ vẻ được dồn dập. Như vậy mật rắn, nếu là có thể lập tức uống không thể nghi ngờ là tốt nhất biết bao. Trần Thiên Lê gặp Diệp Thần lấy ra mật rắn hài lòng gật đầu một cái, so với máu thịt, mật rắn này mới thật sự là bảo bối. Nhưng là ngươi bây giờ tốt nhất không muốn ăn, đối đãi ngươi chuẩn bị đột phá lúc lại thực, sẽ có hiệu quả. Tiếp theo, chúng ta cũng nên đi cái địa phương kia. Trần Thiên Lê bắt lại Diệp Thần, hai người đạp tại phi kiếm trên, trực tiếp xuyên qua hồ, đi tới một nơi không khoát trên quảng trường. Làm Diệp Thần rơi xuống đất nháy mắt, liền cảm giác được trong cơ thể thật giống như có vật gì muốn lao ra. Nơi đây ngươi đã từng tới, Trần Thiên Lê nhàn nhạt nói. Diệp Thần con người đông lại một cái, theo bản năng bước ra hai chân hướng chính giữa nhất một cái tế đàn đi tới. Tế đàn chi trên có cổ xưa chữ viết.
còn có một tòa thật to màu đen bia đá. Diệp Thần mơ hồ cảm giác hắn đã tới. Đây là chỗ sâu nhất trí nhớ. Ban đầu Gia Gia mang hắn tới Hồng Kông, chính là cái này địa phương. Diệp Thần từng bước một đến gần tế đàn, rất nhanh liền bước vào nấc thang, đi tới tế đàn trên. Trên tế đàn khối kia toàn thân biến thành màu đen bia đá, chỉ có hai chữ. Diệp Thần. Cổ xưa phạm văn có khắc Diệp Thần hai chữ. Lại là hắn tên chữ. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như cả người đều nổi da gà. Tấm bia đá này nhìn dáng dấp ít nhất có đã ngoài ngàn năm lịch sử, làm sao có thể sẽ có hắn tên chữ. Chẳng lẽ đã từng cũng có một người kêu Diệp Thần? Không thể nào. Đột nhiên, Diệp Thần chú ý tới màu đen trên tấm bia đá còn có một cái dấu tay. Dấu tay này rất nhỏ, đại khái chỉ có 2-3 tuổi đứa bé tay lớn nhỏ. Sau đó, Diệp Thần tay tựa như cảm giác được cái gì, chợt đưa ra, chạm được màu đen kia bia đá. Ngay tại dấu tay trọng hợp nháy mắt, bia đá toát ra một đạo vô cùng là tia sáng chói mắt. Toàn bộ cổ quảng trường chấn động kịch liệt liền đứng lên. Tựa như động đất. Xa xa Trần Thiên Lê nhướng mày một cái, giống như phát hiện cái gì việc không đơn giản vậy, lại là lẩm bẩm nói, xem ra, cái này Diệp gia thật không có đơn giản như vậy. Bảo vệ luân hồi mộ địa, bố trí thiên cổ đại cuộc. Chúng ta trăm người cho là chúng ta lựa chọn Diệp Thần, lại không nghĩ rằng, nguyên lai Diệp gia tổ tiên đã sớm nắm trong tay hết thảy, nhưng thật ra là Diệp Thần lựa chọn chúng ta, có ý tứ, thật biết điều. Oanh! Cả người vang lớn. Bia đá nổ tung, bụi mù cuồn cuộn trong, một đạo già nua hư ảnh hiện lên trước mắt. Giờ khắc này, Diệp Thần ngừng thở. Cái cụ già này và bản thân có mấy phần giống nhau. Chính là ban đầu mang hắn tới núi Giang Đạo Gia Gia. Bia đá chính là một đạo bí pháp, chỉ có dấu tay mở. Già nua hư ảnh nhìn Diệp Thần, gắt gao nhìn chằm chằm, mấy giây sau đó, vui vẻ nói, ngươi là thần nhi. Ngươi lại có thể thật tới núi Giang Đạo. Ngươi thực lực, là ly hợp cảnh, không tệ không tệ, xem ra Diệp gia truyền thuyết là thật. Ha ha, ngày này, bọn ta liền ước chừng ngàn năm. Diệp Thần nhướng mày một cái, Gia Gia lại còn nói hắn đợi ngàn năm. Cái quỷ gì? Trời không quên ta Diệp gia. Diệp Thần trong mắt viết đầy nghi ngờ, hắn có thể cảm giác được rõ rệt trước mặt ông già lời nói kích động. Bất quá là một đạo hư ảnh. Mấu chốt đối phương liền luân hồi mộ địa đều biết. Diệp Thần do dự mấy giây, hay là hỏi, ngươi là Gia Gia ta? Già nua hư ảnh sờ một cái râu mép của mình, ánh mắt lộ ra một tia thần bí, coi là vậy đi. Coi như là, Diệp Thần càng phát ra mơ hồ. Loại quan hệ này còn có thể coi như là. Già nua hư ảnh không có bất kỳ ý giải thích, ngược lại hỏi, bội dung và thiên chính như thế nào? Nghe được câu này, Diệp Thần thở dài một tiếng, nói tóm tắt đem gần đây sự tình phát sinh nói một lần. Già nua hư ảnh chân mày càng ngày càng chặt. Thậm chí có vẻ tức giận. Huyết Minh, lại có thể như vậy tùy ý ngông là. Liền ta người của Diệp gia cũng dám mang đi, tự tìm cái chết. Thần nhi, tiếp theo ngươi dự định đi Côn Lôn Hư. Diệp Thần gật đầu một cái. Côn Lôn Hư bất kể như thế nào hắn cuối cùng là phải đi. Coi như không có phụ thân sự việc, hắn vẫn còn đi. Có chút mình mất đi đồ, cũng nên lấy về lại. Được, thần nhi. Nếu ngươi phải đi Côn Lôn Hư, có một số việc ta cũng nên và ngươi nói. Đột nhiên, già nua hư ảnh phát giác cái gì, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Trần Thiên Lê. Khi thấy Trần Thiên Lê nháy mắt, thân thể run rẩy, lẩm bẩm nói, truyền thuyết lại là thật. Sau đó hắn nhìn về phía Diệp Thần, kích động nói, vị kia áo dài trắng người liền là tới từ luân hồi mộ địa. Mau, mau nói cho ta. Diệp Thần gật đầu một cái. Thương Long hư ảnh quả đấm nắm chặt, trong mắt đều là tia máu. Thần nhi, ta biết ngươi bây giờ trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, ngươi có thể mở luân hồi mộ địa, chứng minh Diệp gia tổ tiên lưu lại đồ không có sai, tảng đá này nhưng thật ra là Diệp gia truyền đời chi bảo, ban đầu vô số người rình rập, Diệp gia thiếu chút nữa vì vậy sụp đổ. Nhưng là cho dù đi qua nhiều năm như vậy, Diệp gia không có người nào có tư cách đem mở. Ngươi biết tại sao không? Diệp Thần lắc đầu một cái, loại này cơ hồ thượng cổ chuyện, hắn làm sao biết? Già nua hư ảnh vung tay lên,
nguyên bản tan vỡ màu đen bia đá lần nữa ngưng tụ. Chỉ bất quá lần này trên tấm bia đá xuất hiện một đạo bích họa. Bích họa trông rất sống động, thậm chí từ trình độ nào đó tới xem, và Lý gia dưới đất cổ thành bích họa họa phong giống nhau như đúc. Thần nhi, tấm bia đá này lên bích họa ngươi có thể xem xảy ra cái gì? Già nua hư ảnh nhàn nhạt nói. Diệp thần con ngươi hơi chăm chú, phía trên bích họa nội dung đơn giản. Tựa hồ là hai khối vực ngoại vẫn thạch hạ xuống. Bất quá làm rơi xuống nháy mắt, biến thành một khối có phong cách cổ xưa văn lộ đá lớn và bia đá. Cự thạch màu sắc và chất liệu cùng diệp thần đá màu đen cơ hồ giống nhau như đúc. Còn như nội dung trên tấm bia đá, nhưng là trong tranh bức tranh. Chỉ bất quá làm diệp thần thấy phía trên vẽ nội dung lúc đó, diễn cảm hoàn toàn thay đổi. Bởi vì trong hình lại là một người thanh niên lưng đeo thần kiếm, chân đạp 9 tầng trời huyết long tại trên bầu trời. Ánh mắt lãnh đạm, tựa như xem hết tất cả trần thế. Thanh niên quanh thân còn quấn một viên tản ra ánh sáng 7 màu đá, chính là ở trên tay hắn đá màu đen. Luân hồi mộ địa chịu đựng. Cái này người thanh niên lại là mình. Già nua hư ảnh tiếp tục mở miệng, người hẳn xem xảy ra cái gì, ban đầu cái này đá màu đen rơi xuống lúc đó, chu vi ngàn dặm tất cả người tu luyện tự bạo mà chết. Ngày tháng điên đảo, tựa như ngày tận thế. Càng cổ quái hơn là, hòn đá kia liền đáp xuống ta cửa Diệp gia, tốt ở thời điểm đó Diệp gia còn không có bước vào con đường tu luyện. Trên tấm bia đá trừ hình vẽ trở ra, còn có khắc một hàng chữ viết, thời gian, địa điểm, cùng với ngươi tên chữ, Diệp thần, cái này nghe có thể có chút không thể tưởng tượng nổi, Diệp gia tổ tiên vậy một mực cho là lời nói vô căn cứ, nhưng là trên bia đá đổ cuối cùng nhưng đều nhất nhất chứng thực. Diệp gia tổ tiên ỷ vào vực ngoại vật. Tốc độ tu luyện cực nhanh, huyết mạch lại là thức tỉnh, Diệp gia một lần thành là Côn Lôn hư đệ nhất gia tộc, nhưng là vật cùng tất phản, lớn mạnh như vậy vật, đưa tới vô số cường giả rình rập. Thậm chí Diệp gia có vài người vì lợi ích bán đứng Diệp gia. Cuối cùng Diệp gia sụp đổ. Nói đến chỗ này, ông già trong mắt có một chút bất đắc dĩ. Diệp gia cường giả liều chết chống cự, nhưng là cuối cùng vẫn là đi về phía tịch mịch. Diệp gia tổ tiên bị vô tình chém chết, vực ngoại vật bị Côn Lôn hư đông đảo tông môn và gia tộc liên hiệp chiếm đoạt. Đá lớn bị chia cắt, bia đá bị cướp đi, liền liền Diệp gia vậy hữu danh vô thực, bây giờ chỉ lưu lại một cái Diệp gia dòng thứ khổ khổ vùng vẫy. Bất quá bọn họ vĩnh viễn không nghĩ tới, vậy vực ngoại vật trọng yếu nhất chính là viên chính giữa kia đá màu đen. Cũng chính là trên tay ngươi đá. Diệp thần con ngươi híp lại. Ngược lại là không nghĩ tới thời đại thượng cổ lại còn cũng như này chuyện. Nguyên lai Diệp gia vậy không tính là cái gì gia tộc nhỏ. Côn Lôn hư sự việc, cái này hoặc giả chính là Diệp gia cuối cùng cắm rễ tại Hoa Hạ Ninh Ba một trong những nguyên nhân. Thần nhi, sự việc không người nghĩ như thế đơn giản, cho dù Côn Lôn hư chỉ còn lại Diệp gia dòng thứ, nhưng là bây giờ vậy không thể khinh thường. Mấy chục năm trước, Côn Lôn hư Diệp gia cường giả như mây. Nhưng là ngoại trừ ta ra nhưng lại cũng không có người cố thủ tín ngưỡng. Cái đó thời đại thượng cổ truyền thuyết lại nữa, bọn họ đem ban đầu rơi vào Diệp gia ngoài cửa vực ngoại vật làm tà vật, mà ngươi tên chữ, ở bọn họ trong mắt nhưng là thiên sát cô tinh. Diệp thần hai chữ trở thành Diệp gia cấm kỵ, lại là quyết định quy củ, bất kỳ Diệp gia con em từ nay về sau không thể có chữ thần. Bọn họ từ đầu đến cuối cho rằng, Diệp gia từ hưng thịnh đi về phía suy bại. Tất cả đều là bởi vì danh tự này. Lúc đó ta dưới cơn nóng giận liền mang theo mới vừa sanh ra Diệp Thiên Chính, cũng chính là người phụ thân, rời đi Diệp gia, đi tới Hoa Hạ. Tự lập môn hộ, lấy Ninh Ba Diệp gia làm khởi điểm, bố trí vậy thiên cổ đại cuộc, dựa theo thời gian đi lên coi là, ngươi cái này đồng lứa chính là số mệnh luân hồi, cho nên ta mới đưa ngươi lấy tên là Diệp Thần, càng là dựa theo trên bia đá yêu cầu, đem hòn đá kia đưa cho ngươi làm quà sinh nhật. Nếu như ngươi thật là người thiên tuyển, đá này sẽ gặp ở thích hợp thời điểm mở. Ta không biết cái này trong đá có cái gì, ta nghiên cứu cả đời phù văn chi chữ, cuối cùng từ bia đá phía sau hiểu được, đá này có thể mở luân hồi mộ địa, mà trong luân hồi mộ địa có đại năng chấn giữ. Được luân hồi mộ địa người có thiên hạ. Diệp thần trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, cây vốn nghĩ đến không tới, mình lại chính là cái này thiên cổ của cờ trong trọng yếu nhất một con cờ. Mấu chốt luân hồi mộ địa tại sao phải lựa chọn Diệp gia? Lại là chọn mình.
Hắn vừa định hỏi một ít thứ, già nua hư ảnh liền nghiêm túc nói, thần nhi ngươi không cần lên tiếng, ta thời gian không nhiều lắm, có ít thứ ta tạm thời không cách nào hướng ngươi giải thích rõ, nếu ngươi đi tới nơi này, liền chứng minh vậy bia đá thứ phía sau là đúng. Bia đá sau lưng còn nói lên một chuyện, luân hồi mộ địa và côn lôn hư một cái thế. Lời còn chưa nói hết, toàn bộ quảng trường kịch liệt run rẩy, lấy tế đài là trung ương, lại là hướng bốn phương tám hướng nứt ra. Không tốt, tiết lộ thiên cơ tất nhiên rãnh trời. Thiên đạo cũng không cho cái bí mật kia ra đời. Già nua hư ảnh một trưởng vỗ ở Diệp Thần trên mình, Diệp Thần trực tiếp bị một cổ lực lượng oanh bay ra tới. Đồng thời, bầu trời phun trào ra một đạo khủng bố lôi kiếp, trực tiếp hướng già nua hư ảnh đánh xuống. Diệp Thần, chúng ta còn sẽ gặp mặt, người ở đi côn lôn hư trước, nhất định phải tìm được một cái kêu là Quách Hải Vân cụ già. Cái cụ già này trên người có một kiểu đồ thuộc về ngươi, hắn là ta bạn thân, sau đó. Lời còn chưa nói hết, lôi kiếp rơi xuống, hư ảnh hoàn toàn biến mất. Điện thoại di động bưng. Diệp Thần coi như muốn phải giúp một tay vậy không còn kịp rồi. Cuối cùng, Trần Thiên Lê không có bất kỳ động tác, có một số việc nhất định là định cục, hắn cưỡng ép thay đổi căn bản không có dùng. Diệp Thần để cho mình tỉnh táo lại. Hắn bây giờ đầu óc bên trong loạn như nhám, mơ hồ biết một ít thứ. Nhưng là những thứ này giống như một góc băng sơn vậy, băng sơn hạ là dạng gì đồ vật khổng lồ hắn căn bản không biết rõ. Còn nữa, ra ra tại sao nói bọn họ còn có thể gặp lại? Chẳng lẽ cái này thuật pháp có thể lưu lại hai đạo thần niệm? Ngay tại Diệp Thần thâm tư đang lúc, Trần Thiên Lê đi tới có ít thứ. Chỉ có chờ ngươi đi côn lôn hư cùng với tìm được vị kia kêu Quách Hải Vân người liền sẽ biết. Luân hồi mộ địa bí mật, liền liền ta cấp bậc này tồn tại, vậy rất khó rình rập, dưới mắt, ngươi phải làm, chính là mạnh mẽ mình. Ngươi càng mạnh, luân hồi mộ địa lực lượng lại càng mạnh. Nói tới chỗ này, Trần Thiên Lê nghĩ tới điều gì, năm ngón tay nắm chặt, lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc bội nhẹ nhàng một phung, liền rơi vào Diệp Thần trên tay. Ngọc bội rất là phong cách cổ xưa, phía trên có khắc 6 thanh trường kiếm. Mấu chốt ngọc bội phía sau có khắc 4 chữ, vạn đạo kiếm tôn. Sư phụ, ngọc bội này là cho ta, Diệp Thần hiếu kỳ nói. Trần Thiên Lê gật đầu một cái ngọc bội này ngươi giữ ở bên người, làm ngươi có nguy cơ thời điểm, đi tìm một cái kêu vạn kiếm tông tông môn, lấy ra khối ngọc bội này, đủ để bảo vệ ngươi một mạng. Diệp Thần ở Côn Lôn hư nán lại 5 năm. Mặc dù không có cái tồn tại gì ở cảm, nhưng là Vạn Kiếm Tông vẫn là có nghe thấy. Vạn Kiếm Tông ở Côn Lôn Hư mặc dù không tính là thế lực cao cấp, nhưng là cấp một tông môn tư cách vẫn phải có. Xem ra đoạn này thời gian Trần Thiên Lê rời đi chính là vì chuyện này đi. Đồ nhi, bởi vì đoạn này thời gian ngưng tụ thực chất, ta tồn tại thời gian không thể quá lâu, nơi đây đủ yên tĩnh, ta vừa vặn dạy ngươi một ít kiếm kỹ. Trần Thiên Lê đi tới Diệp Thần trước mặt, sau lưng cái hộp kiếm trực tiếp rơi xuống. 6 thanh kiếm đồng loạt bay ra. Vờn quanh ở Trần Thiên Lê quanh thân. Ngươi bây giờ có chí cường kiếm kỹ hẳn là giết hại đạo quân dạy ngươi phá thiên kiếm ý. Phá thiên kiếm ý cố nhiên không tệ, chỉ bất quá 3 kiếm mà thôi, 3 kiếm này và ta vạn đạo kiếm tôn kiếm kỹ so với kém quá nhiều. Vì sao là kiếm? Kiếm không chỉ đại biểu giết hại và máu tươi. Càng đại biểu ung dung và mờ ảo. Ngươi hãy coi trọng. Giờ khắc này Trần Thiên Lê như thiên thần hạ phàm, khí thế khủng bố. Hu 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 hu. Hắn đưa tay ra, trực tiếp nắm một chuôi màu xanh kiếm. Bước chân đạp một cái, mỗi một bước tựa như hàm chứa cực mạnh khí thế. Rồi sau đó, một kiếm vung ra, thiên địa gào thét, vạn vật mất đi. Kiếm quang sáng chói dưới. Diệp Thần thậm chí không mở mắt ra được. Oanh! Tựa như bây giờ, cường đại thời cơ dẫn động sấm sét tiếng nổ tung, mây đen lăn lộn. Kinh khủng như vậy một chiêu, để cho Diệp Thần trợn to hai mắt, trong chốc lát lại không nói ra được câu nào. Hắn không cách nào ổn định. Ai có thể nghĩ tới, Trần Thiên Lê cường đại đến mảnh đất này bước. Kiếm ý lượn lờ, lần vải toàn bộ quảng trường. Diệp Thần rõ ràng phát hiện. Trần Thiên Lê dùng kiếm lúc đó, giống như và kiếm hòa làm một thể. Gió nổi lên, kiếm động. Gió rơi, kiếm diệt. Mỗi một kiếm, nhìn như tùy ý, nhưng là lực lượng nhưng đều ngưng tụ ở một chút trên.
đừng nói hắn ly hợp cảnh tu vi, coi như chân nguyên cảnh cường giả vậy không nhịn được à. Đây chính là Trần Thiên Lê thực lực. Một bộ kiếm pháp kết thúc, Trần Thiên Lê ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, ngươi học được nhiều ít, đem mới vừa rồi ta kiếm kỹ vận chuyển một lần. Diệp Thần nghĩ sâu xa mấy giây, gật đầu một cái, năm ngón tay dương ra, chợt cầm. Chấn hồn kiếm, tới. Ánh sáng lóe lên, chấn hồn kiếm bay đến Diệp Thần lòng bàn tay. Hắn dựa theo trong trí nhớ hết thảy thi triển kiếm kỹ. Đại khái chỉ nhớ 80%. Cho dù như vậy, Trần Thiên Lê vẫn là có chút kinh ngạc, hắn mới vừa rồi không có thả chậm tốc độ, có thể nhớ 80%, đã coi là yêu nghiệt. Xem ra người này thành là luân hồi mộ địa mộ chủ không phải là không có nguyên nhân. Duy nhất khuyết điểm chính là tu vi còn chưa đủ, không cách nào chống lên kiếm ý của hắn. Cái này tu vi và thực lực ở Hoa Hạ đủ để dòm ngó ngôi báu, nhưng là đi Côn Lôn hư cũng có chút không đủ xem. Ngay tại lúc này, quảng trường cuối phía bắc một đạo cột sáng phóng lên cao. Chấn hồn phá dương thạch. Trần Thiên Lê bắt lại Diệp Thần, hướng chùm tia sáng cuối đi. Đồ nhi, vậy chấn hồn phá dương thạch chính là chúng ta lần này tiến vào mục đích cuối cùng, chấn hồn kiếm và phá dương kiếm, là giang đạo núi hai đạo cực mạnh tâm trận, bảo vệ giang đạo núi, mà chúng dưới người chấn hồn phá dương thạch chính là nguồn năng lượng, bất kể như thế nào, luân hồi mộ địa nhất định phải đạt được. Còn nữa, người bây giờ cần chính là tu luyện và đột phá, chấn hồn phá dương thạch vừa vặn có thể giúp ngươi. Dứt lời, Diệp Thần chỉ cảm thấy chung quanh cuồng phong nổi lên. Chớp mắt ở giữa, hắn liền đi tới cột ánh sáng trung tâm. Chỉ gặp cột ánh sáng phía trên nhất lơ lửng một thanh kiếm. Chính là phá dương kiếm. Chấn hồn kiếm cảm giác được cái gì, cũng là hướng bầu trời phóng tới. Hai kiếm trên không trung bỗng nhiên va chạm, sinh ra từng đạo kịch liệt tia lửa. Cột sáng kia xuống chấn hồn phá dương thạch trên có một đạo cổ xưa đồ đằng đang lấp lánh. Đồ nhi, bước lên chấn hồn phá dương thạch. Nhắm mắt lại, bắt đầu đột phá, ở lúc cần thiết nuốt vào con rắn kia gan. Ta là người trấn thủ hết thảy, tiếp theo người phải làm chính là bế quan đột phá. Suy nghĩ một chút huyết minh cùng với Côn Lôn hư cường giả, người ngay cả là Hoa Hạ người thứ nhất, nhưng là ly hợp cảnh ở Côn Lôn hư xa xa không đủ. Diệp Thần ngồi xếp bằng, không do dự nữa, vận chuyển Cửu Thiên Huyền Dương Quyết. Hắn tu vi cấp tốc leo lên. Đang cùng Hoa Hạ người bảo vệ đánh một trận lúc đó, hắn đột phá ý liền cực kỳ nồng đậm. Mà bây giờ trong cột sáng, hắn cảm giác chung quanh khí lạnh bay lên, tí ti dùng mình sâu vào bên trong cơ thể, để cho Diệp Thần từ đầu đến cuối giữ thanh tỉnh, không chịu ảnh hưởng chút nào. Dưới người đá tất nhiên cực kỳ chân quý. Miệng mũi khẽ nhếch, Diệp Thần ý thức hoàn toàn chìm vào đến chấn hồn phá dương thạch bên trong, một hít một thở bây giờ, thiên địa linh khí dưới vào miệng mũi. Quanh thân chọc khí tống ra bên ngoài cơ thể. Toàn thân lỗ chân lông toàn bộ dương ra, Diệp Thần điên cuồng thúc sục mỗi một tia năng lượng. Hô! Như vậy tu luyện kéo dài không biết bao lâu thời gian, làm đan điền chân khí đạt tới viên mãn sau đó, Diệp Thần cảm giác tự mình tới đến cực hạn. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu đông gió. Diệp Thần trong mắt tinh quang lóe lên. Phá cho ta! Chân khí trong cơ thể. Như đàn ngựa phóng chạy, gầm thét không ngừng. Cửu Thiên Huyền Dương Quyết vận chuyển tới trình độ cao nhất, huyết long trực tiếp lao ra trong cơ thể, càng làm cho Diệp Thần quanh thân nóng bỏng. Gân mạch bên trong, chân khí dung hợp chấn hồn phá dương thạch năng lượng, ngay tức thì hóa là thiên quân vạn mã, khí thế bừng bừng. Trần Thiên Lê quanh thân trôi lơ lửng ở giữa không trung, cất cao giọng nói Diệp Thần, lần này ta cho ngươi yêu cầu không riêng gì đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ. Ta muốn ngươi đột phá đến chân nguyên cảnh. Nếu không ngươi đừng hòng bước vào nơi đây. Đột phá chân nguyên cảnh. Diệp Thần nghe được Trần Thiên Lê nói tiếng nói, chân mày vặn thành một cái chữ xuyên. Điều này sao có thể? Hắn thậm chí cảm thấy Trần Thiên Lê điên rồi. Hắn ly hợp cảnh mới bước vào không bao lâu, chín cảnh giới nhỏ hắn chỉ bất quá vượt qua mấy cái mà thôi. Khoảng cách chân nguyên cảnh chênh lệch còn có rất nhiều. Tu luyện càng đến phía sau, nếu muốn vượt qua một cái cảnh giới nhỏ liền khó khăn vô thượng thanh thiên. Càng không cần phải nói cảnh giới lớn. Côn Lôn hư những cường giả kia rất nhiều chung cả đời vậy không nhất định có thể đi vào chân nguyên cảnh. Mà bây giờ,
Trần Thiên Lê lại muốn hắn phá vỡ chân nguyên cảnh mới có thể đi ra ngoài. Chuyên tâm đột phá, chấn hồn phá dương thạch cũng không người nghĩ đơn giản như vậy. Cái này ở Côn Lôn hư vậy coi là lên đại cơ duyên, vốn là ta muốn dùng bên trong năng lượng tới dễ chịu luân hồi mộ địa, bây giờ ta thay đổi chủ ý. Ngươi muốn làm chính là tâm vô bàng vụ. Nói xong, Trần Thiên Lê liền ngậm miệng không nói. Thậm chí tựa như tiêu tán ở giữa trời đất. Được. Diệp Thần đã cảm giác được mình trong cơ thể đột phá ý cường thịnh đến mức tận cùng. Nghĩ tới đây bên, không chần chờ nữa, một tiếng hừ nhẹ Diệp Thần cổ tay lộn một cái, vậy một bụi mật rắn xuất hiện ở Diệp Thần lòng bàn tay chính giữa. Cái này đúng là Diệp Thần cần nhất vận dụng tài nguyên. Một quả này mật rắn, sẽ đem thành là Diệp Thần bước vào chân nguyên cảnh nền tảng. Há mồm bây giờ, đem một khối mật rắn ném vào trong miệng, nuốt xuống trong bụng. Đánh vào chân nguyên cảnh đường, hoàn toàn kéo ra. Quản hắn phá không phá mở, thử một chút mới biết. Chân khí trong cơ thể, như đàn ngựa phóng chạy, gầm thét không ngừng. Cửu Thiên Huyền Dương quyết vận chuyển tới trình độ cao nhất, bụng bên trong, mật rắn tản mát ra năng lượng, càng làm cho Diệp Thần quanh thân nóng bỏng. Gân mạch bên trong, chân khí dung hợp mật rắn năng lượng, ngay tức thì hóa là thiên quân vạn mã, khí thế bừng bừng. Không thể không nói, mật rắn bên trong, hàm chứa năng lượng thực khủng bố. Diệp Thần chẳng qua là nuốt chưa đủ 1/3, nhưng là, năng lượng đó nhưng là cơ hồ đem hắn thân thể xé. Mỗi một khối máu thịt, mỗi một cái xương cốt, đều tựa như thừa nhận lửa cháy bừng bừng cháy, để cho Diệp Thần sắc mặt lộ vẻ được dữ tợn. Năng lượng bàng bạc đánh vào dưới, mang tới thống khổ có thể tưởng tượng được. Nếu không phải Diệp Thần những thứ này thời gian không ngừng chịu đựng hơn nữa bá đạo chấn hồn phá dương thạch năng lượng rèn luyện thân thể, chỉ sợ mật rắn uống xuống, cái này một cổ năng lượng đánh vào dưới, vượt qua cực hạn, hắn thân thể đã bắt đầu tan vỡ. Hắn còn có thể kiên trì. Bất quá, Diệp Thần cũng không có tiếp tục mạo hiểm. Thân thể dưới, chấn hồn phá dương thạch truyền tới từng trận khí tức lạnh như băng, để cho Diệp Thần đầu óc lộ vẻ được thanh tỉnh vô cùng. Chính là bây giờ. Rốt cuộc làm Cửu Thiên Huyền Dương quyết cái thứ 9 chu thiên vận chuyển hoàn tất sau đó, Diệp Thần trong lòng giật mình, thần sắc nghiêm túc. Nhưng vào lúc này, nghĩ tới đây bên, theo một tiếng hừ nhẹ, Diệp Thần quanh thân khí thế bùng nổ. Oanh! Cường đại đợt khí lăn lộn, toàn bộ quảng trường bên trong gió lớn gào thét. Diệp Thần quần áo, ở gió lớn chính giữa múa, bót bót vang dội. Mà Diệp Thần, giờ phút này hóa là gió bão trung tâm. Năng lượng bàng bạc tràn vào trong đan điền, nhất thời truyền tới sóng lớn vỗ vào bờ tiếng. Toàn bộ đan điền ở cường đại năng lượng đánh vào dưới, tựa hồ thì phải nổ tung. Cắn chặt hàm răng, Diệp Thần không dám chậm trễ chút nào. Lúc này mới là thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như hơi có khinh thường, khoảnh khắc bây giờ, là được có thể mất mạng suối vàng. Tối thiểu, cuộc đời này hắn còn muốn ở con đường võ đạo lên lấy được đã thành liền, là không thể nào. Cái này làm cho Diệp Thần sao dám khinh thường. Cho nên, cho dù vậy đau tê tâm liệt phế đau truyền tới, Diệp Thần nhưng liền hừ cũng không dám hừ một tiếng. Không thể không nói, vào giờ phút này, Diệp Thần dưới người chấn hồn phá dương thạch đưa đến tác dụng to lớn. Từng tia khí lạnh tràn vào Diệp Thần trong cơ thể, trợ giúp Diệp Thần tê liệt thần kinh, trợ giúp hắn giữ một viên bình tĩnh lòng. Cùng lúc đó, tại thân thể chỗ sâu nhất, luân hồi mộ địa tản mát ra một dòng nước ấm, trợ giúp Diệp Thần không ngừng bảo vệ tâm thần, để tránh chuyện ngoại ý muốn. Tiến hành song song, Diệp Thần tình huống rốt cuộc dần dần ổn định lại. Vậy một tầng chướng ngại hoàn toàn phá vỡ. Một cái cảnh giới nhỏ, dễ như trở bàn tay phá vỡ. Cái thứ hai cảnh giới nhỏ, vẫn phá vỡ. Rất nhanh, Diệp Thần liền vượt qua đến ly hợp cảnh tầng thứ 8. Thậm chí lập tức phải phá vỡ tầng thứ 9. Sóng lớn cuồn cuộn, cuốn sạch thiên địa. Một hồi nổ ầm, giống như sấm. Tựa như sóng thần bùng nổ, kinh khủng kia năng lượng xông vào Diệp Thần thân thể bên bờ. Để cho Diệp Thần trong cơ thể thế giới hỗn loạn. Khí huyết quay cuồng, Diệp Thần suýt nữa chính là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trong đầu thoáng qua vô số đạo hình ảnh. Nghĩ đến Vân Hồ Sơn Trang thảm án diệt môn, nghĩ đến Côn Lôn hư 5 năm, châm chọc.
càng nghĩ tới mình bị mấy trăm tông môn đồng loạt cự tuyệt. Liền bởi vì hắn là phàm căn. Hắn thậm chí vô số lần hủy bỏ mình, nếu như không phải là lão đầu khuyên mình, người hắn sinh tất nhiên là u tối. Còn nữa, phụ thân hắn vẫn còn ở Côn Lôn hư. Lúc rời kinh thành thời điểm, hắn đã đáp ứng mẫu thân nhất định phải mang phụ thân trở về. Huyết minh ở Côn Lôn hư trong rất cường đại, hắn ly hợp cảnh muốn cứu ra phụ thân, thật rất khó. Chỉ có cường hóa mình, mở càng nhiều hơn đại năng, mới có chuyển cơ. Diệp Thần hai tròng mắt đỏ thẫm, vô tận lửa giận đang cháy. Ly hợp cảnh tầng thứ 9. Một tiếng gầm thét, trực tiếp phá vỡ. Nhưng là Diệp Thần khóe miệng vậy khạc ra một ngụm máu tươi. Trên bầu trời Trần Thiên Lê nhìn Diệp Thần dáng vẻ, còn người híp lại, đồ nhi, luân hồi mộ địa mộ chủ, chính là muốn làm người khác không làm được chuyện. Người bình thường có thể phải mấy chục năm mới có thể từ ly hợp cảnh bước vào chân nguyên cảnh, nhưng là ngươi, chỉ có thể một ngày. Ngươi tu luyện thời gian quá ngắn, chính là 5 năm, nhưng là không muộn. Lấy ngươi thiên phú và cơ duyên, vậy là đủ rồi. Chỉ có thực lực cường đại, ngươi mới có thể cứu chúng ta trăm người. Nhìn như chúng ta giúp ngươi, nhưng là ngươi không biết, chúng ta ở tự cứu à? Ngươi là duy nhất có thể chống lại cái sức đó lượng tồn tại. Cùng lúc đó, kinh thành, Giang gia. Tức giận có chút ngưng trọng. Giang lão gia tử đứng, trên mặt nhưng treo vẻ kích động. Hắn đứng bên người Giang Kiếm Phong cùng với từ Côn Lôn hư trở về Giang Vấn Thiên. Mà hắn cách đó không xa thì ngồi mấy vị ông già. Hơi thở mờ ảo, dáng người trác nhiên. Chỉ cần một ánh mắt, sẽ để cho Giang gia tất cả cường giả một câu lời cũng không dám nói. Mấy vị này ông già chính là tới từ Côn Lôn hư tông môn trưởng lão. Lần này tới Hoa Hạ lựa chọn sử dụng mới một nhóm thiên phú người tiến vào Côn Lôn hư. Ở giữa nhất vị trưởng lão kia nhìn lướt qua Giang lão gia tử, lạnh lùng nói, ta nghe được Vấn Thiên nói, Giang gia còn có một nhóm dị bẩm thiên phú người. Không ngại mang ra ngoài để cho chúng ta trưởng trưởng nhãn, nếu quả thật có bữa mới, bổn tông nguyện ý là bọn họ cung cấp hệ điều hành. Vấn Thiên bị chúng ta mang đi lâu như vậy, cảnh giới bây giờ ngươi cũng nhìn thấy. Đủ để cho ngươi Giang gia dòm ngó ngôi báu Hoa Hạ đứng đầu, chúng ta tông môn ở Côn Lôn hư mặc dù không tính là cao cấp tông môn, nhưng cũng không phải người khác có thể tùy tiện dung chuyển. Không nói nhiều thừa thải, đem người mang ra ngoài đi. Nói chuyện trưởng lão kêu Nhâm Khải Vân, là Lạc Kiếm Tông một vị trưởng lão, đặc biệt phụ trách là tông môn tìm mới thiên tài đệ tử. Cái thế giới này có rất nhiều thiên tài bị mai một. Đã từng có một vị thành phố Bắc Kinh thiên phú thiếu niên bước vào Côn Lôn hư, bây giờ đã là một cái tông môn tông chủ. Thiên phú nghịch thiên, thực lực kiên quyết. Mà Nhâm Khải Vân mục đích chính là tông môn tìm loại này tồn tại. Giang lão gia tử vừa nghe, nhìn một cái Giang Vấn Thiên, sau đó đối với Nhâm Khải Vân nói, phải, Nhâm trưởng lão, ta cái này thì đem người mang đến. Không lâu lắm, Nhâm Khải Vân trước mặt liền xuất hiện mười mấy người. Những người này đều là Giang gia thiên phú tiểu bối. Thậm chí dùng máy móc kiểm tra qua, thiên phú coi như không tệ. Trong đó mấy vị thậm chí có linh căn, mặc dù không bằng năm đó Giang nữ dung linh căn, nhưng là vậy coi là hiếm hoi. Nhâm Khải Vân và còn lại mấy vị trưởng lão nhìn lướt qua vậy mười mấy người, nguyên bản giãn ra chau mày, chợt lạnh lùng nói, đây chính là ngươi Giang gia thiên tài. Hừ, một đám hết xí quách. Lại còn mưu toan gia nhập chúng ta tông môn. Một cái cũng không đủ cách. Bọn họ thái độ cực kỳ cương quyết. Ở thu học trò trên, không thể có nửa điểm lơ là. Mấu chốt trước mặt đám người kia, để cho bọn họ rất thất vọng. Giang lão gia tử nghe được câu này, diễn cảm cứng lại, sắc mặt rất khó xem. Ai có thể nghĩ tới nhiều người như vậy một cái cũng không có vào mấy vị đại nhân này pháp nhãn. Chẳng lẽ Giang gia chỉ có thể đi ra một vị Giang Vấn Thiên? Ngay tại lúc này, Giang lão gia tử đột nhiên nghĩ đến một cái lãnh ngạo thanh niên, Diệp Thần. Diệp Thần là hắn mấy năm sống nhìn thấy nhất yêu nghiệt tồn tại, cái này có thể hay không vào mấy vị đại nhân này pháp nhãn. Đáng tiếc Diệp Thần không phải người Giang gia. Nhâm Khải Vân lại hướng Giang Vấn Thiên nói, Vấn Thiên, ta là xem ở ngươi mặt mũi tới đây. Nhưng là những thứ này trên người thiên phú và linh căn quá mức rác dưới, không thể tiến vào tông môn. Tốt lắm,
Chúng ta đi thôi, đi một chuyến tỉnh Chiết Giang, nghe nói tỉnh Chiết Giang gần đây bùng nổ qua dị tượng, chắc có thiên tài ra đời. Nhâm Khải Vân và còn lại mấy vị trưởng lão mới vừa dự định rời đi, Giang Vấn Thiên vội vàng chắp tay nói, chư vị trưởng lão, thực không dám giấu giếm, Giang gia còn có một người thiên phú nghịch thiên. Ta cũng kém hơn nữa nàng vậy muốn tiến vào Côn Lôn hư. Xin đại nhân chờ một chút. À, Nhâm Khải Vân có nhiều thú vị nhìn một cái Giang Vấn Thiên, nhàn nhạt nói, đã như vậy, đem người dẫn tới đi. Được. Giang Vấn Thiên hướng bên ngoài đi, không lâu lắm, liền dẫn một người phụ nữ đi vào Giang gia phòng khách. Làm người phụ nữ này xuất hiện, Giang gia tất cả mọi người đều giật mình. Chẳng ai nghĩ tới sẽ là Giang Nữ Dung. Cái đó đã từng náo động Hoa Hạ linh căn thiên tài. Vấn Thiên, người đây là... Giang lão gia tử diễn cảm có chút kinh ngạc. Ba, đây là Bội Dung lựa chọn. Giang Vấn Thiên con ngươi híp lại nói. Giang Nữ Dung một bước ra, hướng về phía Nhâm Khải Vân cùng với còn lại mấy vị trưởng lão chắp tay nói, Giang Nữ Dung gặp qua chư vị trưởng lão. Nhưng là trả lời nàng nhưng là yên tĩnh. Vậy ở bên ngoài thu học trò đều là căn cốt 20 tuổi trở xuống, nếu như thiên phú không tệ, 30 tuổi cũng có thể cân nhắc. Nhưng là trước mặt người phụ nữ này hiển nhiên hơn 40. Người một khi bỏ lỡ cao nhất thời gian tu luyện, vậy muốn tiến thêm một bước sẽ rất khó. Bất quá Nhâm Khải Vân cũng là phát hiện Giang Nữ Dung trên người linh căn hơi thở. Mặc dù không tính là đậm đà, nhưng là ở Hoa Hạ đã coi như là cao cấp linh căn. Loại người này, nếu như từ tiểu bắt đầu tu luyện, lại phối hợp thiên tài địa bảo, tuyệt đối là xưng bá một phe cường giả. Giang Vấn Thiên nhìn thấu mấy vị trưởng lão do dự, vội vàng nói, trưởng lão, muội muội ta thiên phú ban đầu bị Côn Lôn hư cường giả phát hiện, muốn mang nàng tiến vào Côn Lôn hư, nhưng là bị muội muội ta cự tuyệt, lúc này mới bỏ lỡ cao nhất thời gian tu luyện, nhưng là như vậy thiên phú, hơn nữa muội muội ta chuyên cần có thể bổ khuyết, nhất định có thể là tông môn làm ra một ít cống hiến, xin trưởng lão tác thành. Mấy giây sau đó, Nhâm Khải Vân uống một hớp trà mở miệng nói, Vấn Thiên, không phải ta không muốn nhận lấy cô gái này, nhưng là cô gái này tuổi tác. Ngươi cũng biết bất kỳ tông môn nào đệ tử mới, cơ hồ đều không vượt qua 30 tuổi, cô gái này đã ngoài 40, cho dù thiên phú thật tốt, có ít thứ chậm chính là chậm, nàng cả đời này chân nguyên cảnh và thần du cảnh phỏng đoán chính là nàng tu luyện trần nhà. Muốn đi vào tông môn làm ngoại môn đệ tử, không làm cân nhắc, làm câu nói sau cùng dứt lời hạ, toàn bộ Giang gia cũng như hóa đá. Không làm cân nhắc. Đây cũng là đám người này thái độ. Chỉ một bởi vì tuổi tác liền bác bỏ một vị đã từng người thiên phú cực mạnh. Ai có thể nghĩ tới? Giang Nữ Dung con ngươi lộ ra kiên định. Nàng hối hận mình buông tha tu luyện, bỏ lỡ nàng cả đời này cao nhất lúc tu luyện cơ hội. Cho dù thiên phú mạnh mẽ, nhưng là lúc đã chậm. Có thể nàng nếu như vào không được Côn Lôn hư, vậy Diệp Thiên Chính nên làm cái gì? Cố nhiên có Diệp Thần, nhưng là nàng thành tựu mẫu thân thật không muốn con mình bị thương và mạo hiểm. Nàng ngay cả là phụ nữ, cũng muốn là con mình và trượng phu che gió che mưa. Trưởng lão, ta thật muốn đi vào Côn Lôn hư. Xin trưởng lão suy nghĩ thêm một chút, ta sẽ dùng hành động chứng minh. Chồng ta bị huyết minh người mang đi, nếu như không tiến vào Côn Lôn hư, ta cả đời đều khó an à. Giang Nữ Dung lại là dự định nửa quỳ khổ muốn nhờ. Lại bị Giang Vấn Thiên ngăn cản. Giang Vấn Thiên đối với Nhâm Khải Vân nói, Nhâm trưởng lão, ta không phải có tông môn cống hiến phân sao, chỉ cần có thể để cho Bội Dung tiến vào tông môn, ta nguyện ý đem tất cả cống hiến phân lấy ra, xin tác thành. Nhâm Khải Vân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Giang Nữ Dung, đột nhiên nói, người nói chồng của ngươi bị huyết minh mang đi. Ngươi tiến vào Côn Lôn hư là vì báo thù. Giang Nữ Dung cho là có cơ hội. Gật đầu liên tục chính là, Nhâm trưởng lão, chỉ cần có thể đi vào tông môn, ta làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Đột nhiên, Nhâm Khải Vân cười, lại là đứng lên đi ra bên ngoài. Tất cả mọi người bối rối, căn bản không biết Nhâm Khải Vân là ý gì. Nhâm trưởng lão, ngay tại Giang Nữ Dung chuẩn bị hỏi cái gì thời điểm, Nhâm Khải Vân bước chân dừng lại, một phất ống tay áo, bất kể như thế nào, người cũng không thể tiến vào bổn tông. Ngươi không có tư cách, còn nữa, ngươi vào huyết minh có ân oán, nói không chừng sẽ làm ra một ít chuyện bất lợi.
bổn tông không phải ngươi công cụ báo thù, huống chi huyết minh. Còn như trưởng phu ngươi, nếu bị huyết minh mang đi, phỏng đoán cũng chết xong hết rồi, người vậy không nên tiến vào Côn Lôn hư, nếu không, chỉ biết mất mạng ngươi mà thôi. Mấy chục năm trước, ngươi hoặc giả là thiên tài hạng người, nhưng là mấy chục năm sau đó, ngươi ở ta trong mắt và một con kiến hôi cũng hoặc là phế vật không việc gì khác biệt. Bỏ lỡ cơ hội, ngươi còn muốn ta xa cầu cho ngươi. Phụ nữ giống như ngươi như vậy hạng người thật rất ti tiện. Lời nói lộ ra vô tình ý. Lạnh lùng và khinh thường, quá mức rõ ràng. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không biết Nhâm Khải Vân một thân phận khác. Hắn cũng là huyết minh người. Chỉ bất quá mấy chục năm trước liền nằm vùng ở ngoài ra trong tông môn, chỉ vì lấy được cái khác tông môn cao nhất vũ kỹ và bí mật. Huyết minh cái thế lực này giống như một cái trùng hút máu, vô tình hấp thu Côn Lôn hư hết thảy. Xa so người khác hiểu còn đáng sợ hơn. Giang nữ dùng quả đấm nặn chặt, lòng bàn tay bởi vì dùng sức rỉ ra một ít máu loãng. Coi như Nhâm trưởng lão thân phận tôn quý, cũng không có tư cách làm nhục ta. Không gia nhập tông môn cũng được. Nhưng là có đôi lời ta không thể không nói, chồng ta không có chết. Huyết minh cũng không có tư cách động chồng ta, hắn nếu dám động, tất nhiên tự diệt vong. Ta Giang nữ dung mặc dù bỏ lỡ cao nhất thời gian tu luyện, nhưng là ta còn có con trai ta. Hắn là ta kiêu ngạo, thành tựu mẫu thân ta tin chắc hắn sẽ bước lên Côn Lôn hư, tiêu diệt huyết minh hạng người xấu. Giang nữ dung thanh âm vang khắp. Nhâm Khải Vân nghe được Giang nữ dung nói ra như vậy lời nói, chợt xoay người, một bước bước ra. Đi thẳng tới Giang nữ dung trước mặt. Năm ngón tay giương ra, giữ lại Giang nữ dung cổ. Chỉ cần hắn dùng sức, trước mặt người phụ nữ này hẳn phải chết. Ta có thể hiểu thành, người đang chất vấn ta. Ta bây giờ muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ta thậm chí liền chân khí cũng không cần vận dụng. Nhâm Khải Vân thanh âm lộ ra một tia vô hình tức giận. Uy áp như mưa to gió dữ vậy hướng Giang nữ dung cuộn sạch đi, Giang nữ dung mặc dù thiên phú cực mạnh, nhưng cuối cùng là mới vừa mới bắt đầu tu luyện à. Nàng thân thể làm sao chống cự liền thứ đại nhân vật này một kích. Sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng là trong mắt nhưng viết đầy quật cường. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhâm Khải Vân. Ngươi nếu như bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi, ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Hắn giọng tràn đầy không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, Giang gia tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chẳng ai nghĩ tới sự việc lại đột nhiên như thế phát triển, mấu chốt cái này Nhâm Khải Vân nói thế nào biến sắc mặt thì trở nên mặt à. Giang Vấn Thiên không để ý tới hết thảy, vội vàng quỳ xuống, đối với Nhâm Khải Vân nói, Nhâm trưởng lão xin bớt giận. Em gái ta có chút không hiểu chuyện, vô tình chống đối liền trưởng lão, xin Nhâm trưởng lão thả qua muội muội ta. Giang lão gia tử và Giang Kiếm Phong các người, cũng là diễn cảm động lại, đồng loạt quỳ xuống. Đại nhân xin bớt giận. Giang lão gia tử càng đối với Giang nữ dung nói, bội dung, ngươi còn không quỳ xuống cho lớn người nói xin lỗi, những thứ này đại nhân nhưng mà Côn Lôn hư tới nhân vật lớn à. Tuyệt đối không thể đắc tội. Giang lão gia tử mặc dù bởi vì Diệp Thần đối với Giang nữ dung đổi cái nhìn rất nhiều, thậm chí tiếp nhận Diệp Thần một nhà, nhưng là trước mắt nhưng mà việc lớn à. Một khi đắc tội cái này Nhâm trưởng lão, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn có thể làm, chính là không tiếc bất cứ giá nào giữ được Giang nữ dung. Thậm chí quỳ xuống cũng ở đây không tiếc. Tất cả mọi người được là cũng không có để cho Nhâm Khải Vân thái độ thay đổi. Hắn năm ngón tay vẫn không có buông. Giang nữ dung gương mặt dần dần có chút nhỏ xanh lơ. Nghẹt thở cảm giác khó khăn bị trình độ cao nhất. Nhâm Khải Vân nhìn trước mắt quỳ xuống mọi người, khóe miệng lộ ra lau một cái cười, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Ở Côn Lôn hư, hắn có lẽ không cách nào chấp trưởng hết thảy, nhưng là đi tới Hoa Hạ sau đó, hắn chính là trời nơi này. Do dự mấy giây, Nhâm Khải Vân đối với Giang Vấn Thiên nói, Vấn Thiên, ta là xem ở ngươi mặt mũi mới đến Giang gia, đáng tiếc không chỉ những người này để cho ta rất thất vọng, không có cái gọi là thiên phú người, ta không cách nào hướng tông chủ giao phó. Người em gái ngoan thái độ làm cho ta cũng rất không vui. Ta thân phận bản không nên đối với loại này con kiến hôi có bất cứ ba động gì, nhưng là chẳng biết tại sao, ta giờ phút này thậm chí muốn giết cô gái này. Nghe được câu này,
Giang Vấn Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng từ hông ở giữa lấy ra một viên đan dược, Nhâm trưởng lão, viên thuốc này là sư phụ ban đầu đưa cho ta, giá trị văn hoa, ta nguyện ý lấy đan dược này đổi muội muội ta một cái mạng. Xin Nhâm trưởng lão hạ thủ lưu tình à. Giang Vấn Thiên không có lựa chọn. Đan dược này giá trị liên thành, chính hắn cũng bỏ không được ăn vào, dưới mắt chỉ có thể dùng đan dược này cho muội muội kéo dài tánh mạng. Thật ra thì đúng sự kiện có chút kỳ quái, Giang nữ dùng nói tiếng nói không có bất kỳ không làm, mặc dù giọng kịch liệt mấy phần, nhưng là làm nhục nhưng mà huyết minh, tại sao Nhâm trưởng lão sẽ như vậy đại phát lôi đình, thậm chí đối với một người mới vừa bước vào tu luyện không lâu người nổi giận. Dưới mắt, hắn vậy không có ở đây và tinh lực suy tính chuyện này. Cứu Giang nữ dung mới là mấu chốt. Nhâm Khải Vân thấy Sông Vấn Thiên trong tay đan dược, con người có giúp một cái. Thiên huyền linh đan. Toàn bộ tông môn cũng không vượt qua 5 viên, trong đó một viên ngay tại Giang Vấn Thiên trên mình. Hắn một cái tay khác ngưng tụ chân khí, trực tiếp đem đan dược hút đến trên tay, hài lòng gật đầu một cái, thiên huyền linh đan đổi một cái tiện mệnh, người thật nguyện ý. Giang Vấn Thiên không dám nói không. Chỉ có thể nói, đây là hiến tặng cho Nhâm trưởng lão, cũng chỉ có Nhâm trưởng lão mới xứng với viên thuốc này. Coi là ngươi còn thức thời, đây cũng là ta thích ngươi một trong những lý do. Vậy, Nhâm trưởng lão có thể hay không buông tay ra, lại không buông tay, muội muội ta thì thật không có sức hồi thiên. Giang Vấn Thiên nhìn Giang nữ dung cơ hồ hít thở khó khăn gương mặt, viết đầy đau lòng. Nhâm Khải Vân nhìn lướt qua bóp lại cổ họng Giang nữ dung, cười lạnh một tiếng. Tiện tay chân khí dạo dực chạy đi. Giang nữ dung trực tiếp bị hắn quăng ra ngoài, lại là nặng nề nện ở vách tường trên. Bành! Vách tường gãy lìa, Giang nữ dung lại là khạc ra một ngụm máu tươi. Vậy tràn đầy tia máu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Nhâm Khải Vân. Nhâm Khải Vân cười lạnh nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, nếu như ngươi muốn báo thù, mấy ngày nay ta tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Chỉ bất quá lần kế ta cũng sẽ không lại tha ngươi, bỏ mặc người nào tới van cầu tình đều giống nhau. Giống như ngươi loại này tự xưng là thiên phú linh căn người, lấy là cả thế giới cũng biết vây quanh ngươi chuyển. Nhưng là ngươi căn bản không biết, linh căn của ngươi ở Côn Lôn hư không đáng giá một đề ra. Còn nữa, con ngươi là ngươi kiêu ngạo, có chuyện ngươi có thể không biết, trên mình ngươi linh căn có một bộ phận không lành lặn, cũng không cách nào kéo dài, nếu như ta không đoán sai. Con cái ngươi sợ là cái gì phế căn hoặc là phàm căn đi. Nhâm Khải Vân điểm này nhãn lực gặp vẫn phải có, dẫu sao hắn công tác chính là tông môn tìm thiên phú người. Giang lão gia tử, ta đây là muốn hỏi một chút, nữ nhân này đứa trẻ là cái gì linh căn? Nhâm Khải Vân đột nhiên nhìn về phía Giang lão gia tử, mở miệng nói. Giang lão gia tử trong mắt có chút tịch mịch, mặc dù Diệp Thần rất cường đại. Nhưng là ban đầu kiểm tra kết quả lại là không tranh sự thật. Đại nhân, bội dung đứa trẻ sanh ra được kiểm tra là phàm căn. Nhâm Khải Vân nghe được câu này, hài lòng gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Giang nữ dung, người xem, ta đoán không lầm. Một cái hèn hạ người phụ nữ cũng chỉ có thể sinh ra như vậy phế vật. Giang nữ dung không nói tiếng nào, dưới mắt nàng thực lực không đủ, đối với loại này cao cấp cường giả căn bản không có phản bác lý do. Nếu như phản bác nữa chỉ sẽ để cho ca ca mình và Giang gia khó chịu. Trong lòng nàng ngút trời tức giận, cũng chỉ có thể không ngừng áp chế. Nhâm Khải Vân nhìn một chút thời gian, sau đó đối với Giang nữ dung nói, tốt lắm, ta đuổi thời gian, ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, ta liền cân nhắc tha ngươi, nếu như không phải là Vấn Thiên đan dược, ngươi có thể đã sớm là một cổ thi thể. Dứt lời, Giang gia phá lệ yên tĩnh. Nhưng là Giang nữ dung không chút nào quỳ xuống ý nghĩa. Nàng không hy vọng quỳ loại người này à. Đây là nàng tôn nghiêm, càng đại biểu con mình tôn nghiêm. Một khi quỳ xuống, không phải thừa nhận thần nhi là phế vật. Lại là hướng vậy mang đi thiên chính huyết minh thỏa hiệp. Người muốn giết cứ giết, ta sẽ không quỳ. Giang nữ dung chẳng qua là khẽ cắn môi, gằn từng chữ. Hừ, có một số việc có thể không thể do ngươi. Nhâm Khải Vân hừ lạnh một tiếng, uy áp cường đại lần nữa phóng thích. Giang nữ dung chỉ cảm thấy trên bả vai có hai tòa núi to hung hăng đè xuống, nàng không thở nổi. Nàng đầu gối cong, lại là truyền tới rắc rắc tiếng. Nếu như lại không quỳ,
hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là ý chí cường đại chỉ như vậy bị nàng khổ khổ chống đỡ. Giang Kiếm Phong, Giang Vấn Thiên, Giang Lão Gia Tử, thậm chí còn tất cả mọi người trong lòng cũng lột bột một chút. Bọn họ so người bất kỳ cũng rõ ràng Giang Nữ Dung. Một khi nàng quyết định chuyện, không người nào có thể dung chuyển. Diệp Thần tính cách chính là từ Giang Nữ Dung trên mình di chuyển tới. Nhâm Khải Vân lại nói, ta thu vấn thiên đồ, tự nhiên sẽ không giết ngươi, nhưng là tước đoạt linh căn của ngươi hay là làm đến. Lúc này để cho ngươi sống không bằng chết, hết thảy đều là ngươi tự tìm. Ở Hoa Hạ cũng tốt, ở Côn Lôn Hư cũng được, không có tuyệt đối thực lực cũng không nên có nóng nảy. Cường giả hủy diệt ngươi như nghiền chết một con kiến. Dứt lời, uy áp bỗng nhiên mở rộng. Giang Nữ Dung trên mặt viết đầy thống khổ và khó chịu. Thậm chí khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Giang Kiếm Phong thật không nhịn được, trực tiếp xông ra ngoài, một chưởng hướng Nhâm Khải Vân đi. Dưới mắt hắn không lo được nhiều như vậy, bất kể như thế nào, nhất định phải cứu Giang Nữ Dung à. Nhâm Khải Vân lạnh nhạt nhìn lướt qua Giang Kiếm Phong, vung tay lên, chân khí tựa như ngưng tụ thành một thanh kiếm, trực tiếp phá vỡ. Giang Kiếm Phong ở Hoa Hạ thực lực cố nhiên không tệ. Nhưng là ở trước mắt Côn Lôn Hư trước mặt trưởng lão, thật giống như kiến càng hám cây à. Hắn thân thể tại chỗ đập bay ra ngoài, huyết khí dâng trào, không ức chế được, khạc ra một hớp đỏ bừng máu tươi. Không biết sống chết, người thực lực cũng muốn ngăn ta lại. Buồn cười. Giờ khắc này, ở tất cả mọi người nhìn lại, đã không có người có thể cứu Giang Nữ Dung. Cũng không có ai dám. Đây không thể nghi ngờ là tìm chết được là à. Côn Lôn Hư cường giả, ai dám đắc tội? Giang Vấn Thiên muốn cầu tha thứ, nhưng là Nhâm Khải Vân bên người một vị trưởng lão khác, ngón tay bóp quyết, Giang Vấn Thiên trên mình lại xuất hiện một đạo bức tường khí. Giang Vấn Thiên tựa như bị trói buộc, bất kể như thế nào vùng vẫy cũng không thể. Vấn Thiên, chuyện này và ngươi không liên quan, ngươi liền đừng xúc Nhâm trưởng lão chân mày, dẫu sao qua mấy ngày ngươi cũng phải sẽ tông môn, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Đây đối với người bất lợi. Hoa Hạ cuối cùng là nhìn tầm thường tồn tại, người muốn theo đuổi chính là võ đạo một đường cuối, cũng không muốn bởi vì một ít con kiến hôi mà tự hủy tương lai. Một vị trưởng lão nhắc nhở. Giờ khắc này, Giang Vấn Thiên trong lòng chỉ có không biết làm sao và thống khổ. Thậm chí để cho hắn đối với Nhâm trưởng lão cùng với tông môn thái độ có rất lớn đổi cái nhìn. Nhưng là hắn trong lòng cũng rất rõ ràng. Cái thế giới này bản chính là cường giả vi tôn, không có thực lực, hết thảy đều là chó má. Hắn muốn phải trở nên mạnh, nếu không chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ đệ mình và muội muội bị tông môn trưởng lão làm nhục. Nhâm Khải Vân nhìn một cái khổ khổ dẫy dụa Giang Nữ Dung, cười lạnh nói, ta thật không nghĩ ra, một cái quỳ xuống nói xin lỗi có thể giải quyết sự việc, tại sao phải như thế phiền toái đâu, con kiến hôi chính là con kiến hôi. Dứt lời. Nhâm Khải Vân ngón tay bóp quyết, một đạo ánh sáng bao trùm chạy đi. Giang Nữ Dung chỉ cảm giác trong cơ thể mình vật gì đó muốn bị rút ra. Ngay tại lúc này, một mũi tên trực tiếp phá không tới. Cường đại kình khí cuộn sạch. Trực tiếp đâm về phía Nhâm Khải Vân. À, lại có thể bên ngoài còn có người giúp. Hắn cười lạnh một tiếng, loại tốc độ này mũi tên hắn căn bản coi thường, hắn sau đó bắn ra một đạo đao gió. Trực tiếp đụng vào mũi tên trên. Mũi tên hóa là nghiền. Nhưng là cùng lúc đó, một cổ cuồn cuộn xương trắng ầm ầm bùng nổ. Toàn bộ Giang gia tựa như rơi vào trong sương mù, căn bản xem không thấy cái gì. Đồng thời, mấy đạo thân ảnh từ bên ngoài vọt ra. Chính là Diệp Lăng Thiên cầm đầu ám điện cường giả. Bọn họ nhận ra được không đúng, tự nhiên sẽ không để cho Giang Nữ Dung bị thương, nếu không điện chủ trách cứ. Bọn họ đảm đương không nổi à? Coi như bọn họ chết, điện chủ mẫu thân cũng không thể bị một chút tổn thương. Phu nhân, ta mang người đi. Diệp Lăng Thiên ở trong sương mù trực tiếp mang Giang Nữ Dung rời đi. Mấy người còn lại thì gắt gao nhìn về phía Nhâm Khải Vân phương hướng. Bọn họ trong mắt tràn đầy kiên quyết. Giống như chết thị vậy. Nhâm Khải Vân con người hiện lên lạnh. Phẫn nộ quát, liền ta Nhâm Khải Vân người các người cũng dám mang đi, tự tìm cái chết. Dứt lời, hắn năm ngón tay một chảo, trực tiếp hướng Giang Nữ Dung và Diệp Lăng Thiên đi. Ám điện cường giả thấy vậy, tơ không chút do dự,
trong tay kiếm lạnh lẽo trực tiếp hướng Nhâm Khải Vân đi. Một đám phế vật, còn muốn chở ta. Nhâm Khải Vân xông vào trong sương mù, đồng thời trong tay ngưng tụ ra trưởng ấn đầy trời, hung hăng vỗ xuống. Trưởng ấn có thể đạt được chỗ, những cái kia ám điện cường giả tại chỗ hóa là xương máu. Bọn họ tồn tại chẳng qua là vì ngăn cản Nhâm Khải Vân nhịp bước mà thôi. Nhâm Khải Vân tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt xem thì phải đuổi giết Giang Nữ Dung và Diệp Lăng Thiên, một giọng già nua xông vào trong sương mù, lại là hướng Nhâm Khải Vân đi. Nhâm trưởng lão, ta tới giúp ngươi. Nói chuyện chính là Giang lão gia tử, chỉ bất quá Giang lão gia tử cái này không phải hỗ trợ à. Rõ ràng cho thấy dự định ngăn trở Nhâm Khải Vân à. Cút ngay. Nhâm Khải Vân không lưu tình chút nào, một đạo hư trưởng đột nhiên tạo thành. Hư trưởng khí thế bừng bừng, trực tiếp nện ở mặt Giang lão gia tử trên ngực. Giang lão gia tử cố nhiên ngăn trở, vẫn không có dùng, máu tươi cuồng phún, hơi thở yếu ớt. Nhưng là ở bay ra ngoài nháy mắt, trong mắt hắn không oán không hối hận. Ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nữ Dung biến mất phương hướng. Phảng phất là hoàn thành cứu chuộc. Bội Dung, đây là cha duy nhất có thể là ngươi làm chuyện, hy vọng chuyện trước kia, ngươi chớ trách là cha. Thân ảnh già nua chậm rãi rơi xuống, Giang lão gia tử đập vào trên mặt đất, một cái hố sâu trực tiếp tạo thành. Hắn sau lưng mơ hồ, lại là lâm vào trong hôn mê. 3. Giang kiếm phong vọt tới, gắt gao bảo vệ Giang lão gia tử. Giang Vấn Thiên cũng là không để ý hết thảy cưỡng ép thủng trở ngại, vọt tới Giang lão gia tử trước mặt, từ hông ở giữa lấy ra một viên đan dược, trực tiếp đút vào. 3. Ngươi đừng dọa ta à. Ăn vào viên đan dược này, mau. Thời khắc này Giang Vấn Thiên và Giang Kiếm Phong con ngươi trừ lo âu, còn có vô tận tức giận. Nếu như Giang Nữ Dung được là chỉ có thể coi là có chút không vừa làm, lão gia tử kia được là hoàn toàn là làm một phụ thân phải làm à. Mấu chốt cái này Nhâm Khải Vân tại sao phải tựa như nổi điên nhằm vào Giang gia? Vẻn vẹn là bởi vì Giang Nữ Dung xách ra một cái huyết minh. Thật đến nỗi vậy. Mà giờ khắc này, sương mù dày đặc vậy hoàn toàn tiêu tán. Giang Nữ Dung và Diệp Lăng Thiên đã biến mất ở Giang gia, muốn lại tìm đã không thể nào. Nhâm Khải Vân đứng ở Giang nhà giữa sân, con ngươi lộ ra một tia nghiêm túc. Sắc mặt tái xanh, ai có thể nghĩ tới Hoa Hạ lại có người dám tự ở trên tay hắn cướp người. Mấu chốt thật đúng là bị đoạt đi. Mũi tên kia từ vừa mới bắt đầu cũng không chuẩn bị động hắn. Mà là tạo thành cái này sương mù dày đặc. Không biết sống chết con kiến hôi. Nhâm Khải Vân không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm Giang lão gia tử cùng với tất cả mọi người, mới vừa muốn nói chuyện, một vị trưởng lão cũng là không nhìn nổi, nói với hắn, Nhâm trưởng lão, sự việc không sai biệt lắm là được, đừng quên tông chủ phái chúng ta đi ra ngoài mục đích chủ yếu, không có cách nào giao nộp, xảy ra chuyện nhưng mà chúng ta, huống chi Giang gia vậy nha đầu vậy không phải cố ý. Được cứu đi liền cứu đi đi. Nhâm Khải Vân do dự mấy giây, hừ lạnh một tiếng, chuyện này cũng không đơn giản như vậy, mới vừa rồi mũi tên kia muốn bắn chết ta, loại người này tuyệt đối không thể lưu, nếu những người đó cứu đi phụ nữ kia, đã nói lên nhất định biết. Sau đó, hắn ánh mắt đối với Giang Vấn Thiên nói, Vấn Thiên, ta bỏ mặc ngươi muội muội là bị ai cứu đi, nếu như trước khi mặt trời lặn, ta còn không thấy được muội muội ngươi. Nàng được là, các người Giang gia trả tiền. Chúng ta đi. Nói xong, Nhâm Khải Vân liền một phất ống tay áo, trực tiếp rời đi. Bất kể như thế nào, dù sao phải có người chịu đựng hắn tức giận. Vậy không biết sống chết con đê tiện cũng tốt, Giang gia cũng được. Nếu không Côn Lôn hư những cái kia người biết còn không chừng làm sao cười hắn. Còn lại mấy vị trưởng lão nhìn một cái Nhâm Khải Vân, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lần này đi ra, Nhâm Khải Vân vốn là dẫn đội người, hơn nữa ở trong tông môn, lời của bọn họ quyền cũng không có Nhâm Khải Vân mạnh mẽ, lúc này tự nhiên không thể phản bác. Giang gia chỉ có thể coi như là tìm chỗ chết. Hình ảnh quay về, Hồng Công Giang đạo trong núi. Diệp thần khí tức trên người đã là ly hợp cảnh tầng thứ 9. Khoảng cách chân nguyên cảnh chỉ có một bước xa. Hắn lần lượt thất bại, lần lượt lần nữa đột phá. Mật rắn lực lượng hoàn toàn sáp nhập vào hắn huyết mạch trong. Hắn vết thương chồng chất. Thứ 30 lần đánh vào phát động, một hồi nổ ầm, thiên địa không màu.
phốc suy. Rốt cuộc, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, Diệp Thần sắc mặt tái nhợt liền một phần. Còn chưa đủ. Chân nguyên cảnh vậy một tầng bình phong che chở giống như cự phong, tiếp liền gặp nhiều lần kinh khủng đánh vào, lại đồ sộ không nhúc nhích. Cái này làm cho Diệp Thần sắc mặt dữ tợn. Thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, gánh vác khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, Diệp Thần há có thể lúc này bỏ qua. Oanh! Diệp Thần điên cuồng tiến hành một lần lại một lần đánh vào. Từng trận giống như thực chất vậy tiếng nổ từ Diệp Thần trong cơ thể nổ tung. Khóe miệng không ngừng tràn ra từng tia máu tươi, Diệp Thần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thất bại, thất bại, thất bại. Toàn bộ thất bại, thậm chí không cách nào dung chuyển vậy trở ngại chút nào. Đáng chết, chẳng lẽ cái này một cái cảnh giới lớn như vậy khó phá mở. Ta cũng không biết ở trong núi này bao lâu. Cảm thụ mình tình huống thân thể, cảm nhận được chân khí đang một chút xíu hạ xuống, Diệp Thần âm thầm tê giống lên. Liên tục thất bại, thậm chí không thấy được một tia thành công hy vọng. Diệp Thần thật sự có một loại phát điên cảm giác. Hắn trong lòng chấp niệm bung ra. Thống khổ, giết hại, điên cuồng, buông tha, các loại tâm trạng tràn ngập. Cũng may chấn hồn phá dương thạch để cho hắn bình tĩnh, thư giãn đau đớn, để cho Diệp Thần chưa đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, làm ra điên cuồng sự việc tới. Thậm chí chấn hồn phá dương thạch ở giữa năng lực thả ra một ít thứ bản năng che ở Diệp Thần quanh thân. Nếu không, Diệp Thần chỉ sợ ở nơi này dạng tiếp liền điên cuồng đánh vào dưới, đã sớm đan điền văng tung tóe, ngũ tạng lục phủ nghiền, gân mạch đứt đoạn, lúc này bỏ mạng đạo tiêu. Bầu trời Trần Thiên Lê tự nhiên cũng là phát giác Diệp Thần tình trạng, muốn nhắc nhở cái gì, nhưng là lời đến khóe miệng vẫn là không có nói ra miệng. Có ít thứ, cần Diệp Thần mình lĩnh ngộ. Hắn chẳng qua là một người dẫn đường mà thôi, nếu như một vị can thiệp Diệp Thần vận mệnh, đây đối với luân hồi mộ địa là cực kỳ bất lợi. Tới, một tiếng giống giận, Diệp Thần vẫy tay bây giờ, trực tiếp lấy ra còn dư lại tất cả mật rắn nuốt vào trong miệng. Rào 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 rào. Trước uống 1/3 mật rắn, Diệp Thần chính là cảm nhận được vô tận chỗ tốt. Giờ phút này lại là đem còn dư lại toàn bộ chiếm đoạt, Diệp Thần bên trong thân thể. Một cổ nhiệt lưu bùng nổ, giống như núi lửa phun ra. Năng lượng ổn định leo lên, tựa hồ đem xông phá Diệp Thần quanh thân gân mạch. Còn chưa đủ, tiếp tục. Nhưng là, Diệp Thần cũng không có ngừng mình điên cuồng. Mật rắn, không đủ. Diệp Thần không muốn tiếp tục trì hoãn nữa. Trên mình luyện chế đan dược một cổ não nhi toàn bộ nuốt vào. Không chỉ như vậy. Trên bầu trời không ngừng mở rộng huyết long trực tiếp từ trên trời hạ xuống. Điên cuồng xông vào Diệp Thần thân thể. Thời khắc này Diệp Thần bị ánh lửa bao trùm, tựa như một đạo hỏa thần hạ xuống phàm trần. Quanh thân năng lượng dâng trào, giống như sóng lớn vỗ vào bờ, cuộn sạch hết thảy. Mật rắn năng lượng phát ra, liền để cho Diệp Thần trong cơ thể, giống như núi lửa phun ra, năng lượng nhảy lên tới độ cao khó có thể tưởng tượng được. Trước vượt qua ải tiếp liền thất bại, tạo thành tổn thất, đạt được đền bù. Giờ khắc này Diệp Thần đã đạt đến cực hạn, mà bây giờ lại là nuốt nhiều như vậy đan dược, Diệp Thần thân thể dường như muốn nổ tung vậy. Phốc suy, vốn là đạt đến cực hạn Diệp Thần, ở nơi này một cổ năng lượng bùng nổ dưới, hậu quả có thể tưởng tượng được. Năng lượng đánh vào dưới, thân thể tựa như bị xé khí huyết ngược dòng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Không thể không nói, giờ khắc này Diệp Thần đúng là điên cuồng, nếu như người thường, chỉ sợ ở nơi này một cổ năng lượng đánh vào dưới, chết không thể chết lại. Mà hắn nhưng là dựa vào mạnh mẽ thân thể còn đang kiên trì. Tựa như ở địa ngục chính giữa đi, tựa như ở lửa cháy bừng bừng chính giữa leo. Tử thần liêm đao, liền treo ở trên đầu, hơi lơ là sẽ gặp rơi xuống vách đá vạn trượng. Cắn chặt hàm răng, Diệp Thần phát ra trầm thấp mà tiếng gào thống khổ. Phá vỡ cho ta à? Rốt cuộc, ở nơi này một cổ năng lượng mắt thấy thì phải nổ tung mất khống chế, phải đem Diệp Thần dồn vào tử địa thời điểm, Diệp Thần điên cuồng tê giống lên. Oanh! Một tiếng gào thét, núi lở đất mòn. Trong cơ thể năng lượng, như núi lửa phun ra, hủy thiên diệt địa. Oanh! Sấm nổ tung, vậy một cổ năng lượng bàng bạc ở Diệp Thần dưới sự vận chuyển, cưỡng ép hướng vậy một tầng bình phong che chở phóng tới. Sắc sắc, một hồi thanh âm thanh thúy truyền tới,
tựa như thế giới yên tĩnh. Diệp Thần có thể cảm nhận được, vậy một đạo bền chắc không thể gãy cách trở, lấy lực trùng kích làm trung tâm, từng đạo kẽ hở hướng bốn phương tám hướng lan đi. Phốc thử, phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Thần sắc mặt tái nhợt, thân hình kịch liệt lay động một cái. Lại tới, cưỡng ép nuốt xuống một hớp đã mắt thấy thì phải phun phát ra máu tươi, Diệp Thần nặng tiếng giống giận nói. Giờ khắc này, Diệp Thần cũng đã đỏ cặp mắt, không để ý hết thảy. Hy vọng đã thấy, há có thể lúc này lùi bước. Oanh! Lại là một hồi tiếng nổ truyền tới. Diệp Thần lần nữa phát động đánh vào. Rào rào! Rốt cuộc ở lần này đánh vào dưới, vậy bản cũng đã là kẽ hở tràn ngập trở ngại, bể tan tành. Rào 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 rào! Quanh thân cơ hồ bùng nổ năng lượng, tựa như tìm được một mảnh mới tinh thiên địa. Diệp Thần chỉ cảm thấy, mình bên trong thân thể, tựa hồ khai thác ra một mảnh thiên địa mới. Năng lượng lao nhanh mà vào, như sông dài tụ đến. Hô hô hô! Mà cũng chính là ở tầng trở ngại này bể tan tành ngay tức thì, toàn bộ quảng trường gió lớn cuộn sạch. Bốn phương tám hướng, linh khí hướng Diệp Thần tụ tập tới. Hải nạp bách xuyên, có cho là lớn. Cái này mới tinh thiên địa, chính là đan điền, chính là khí hải. Chân nguyên cảnh, lại có thể thành. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị đứng lên lúc đó, Trần Thiên Lê giày chi tiếng vang lên, vẫn chưa kết thúc. Chớ cao hứng quá sớm. Diệp Thần ngẩn ra, đột nhiên, lôi âm cuồn cuộn vang khắp. Toàn bộ giang đạo núi tựa như đều bị chấn động một cái. Lôi kiếp hạ xuống. Mấu chốt cái này lôi kiếp, Diệp Thần có thể cảm giác được điên cuồng và khủng bố. Diệp Thần không dám khinh thường, ngưng tụ chân khí, đem chân nguyên cảnh tầng thứ nhất khí thế trực tiếp nhảy lên tới trình độ cao nhất. Ung ung, một tiếng sấm trực tiếp xuyên thấu hết thảy, hung hăng hướng Diệp Thần nện xuống. Diệp Thần chỉ có thể rất miễn cưỡng chịu đựng. Chỉ một đạo thứ nhất lôi kiếp, cơ hồ để cho hắn đau đến không muốn sống, trên người quần áo cũng chia năm xẻ bảy. Da trên càng là có một cổ mùi khét. Cái này lôi kiếp, tại sao như thế khủng bố? Ngay sau đó thành hơn trăm ngàn lôi kiếp đồng loạt đánh xuống, tựa hồ căn bản không cho Diệp Thần sanh quyền lực. Diệp Thần nhìn thương khung kinh khủng như vậy sấm sét, trong lòng một câu trời ạ, không do dự nữa, trong cơ thể huyết long hư ảnh trực tiếp lao ra. Vờn quanh hắn quanh thân, lại là gắt gao bảo vệ. Một cái huyết long đụng nhau đầy trời lôi kiếp, một màn này, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là huyết long trung quy còn không có hoàn toàn trưởng thành, càng phát ra yếu ớt. Bổn mạng linh phù, đi ra cho ta. Diệp Thần ngón tay bóp quyết, một đạo nhìn như trống không linh phù trực tiếp xông về thương khung. Vô số lôi kiếp chui vào bổn mạng linh phù trong. Điên cuồng hấp thu. Hả? Bổn mạng linh phù lại vẫn có thể hấp thu lôi kiếp, không chỉ như vậy, hắn có thể cảm giác được mình tựa hồ nắm trong tay những thứ này sấm sét. Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, đem đan điền mới sanh thành chân nguyên cảnh khí đồng loạt đánh phía bổn mạng linh phù trong. Ngay tức thì, bổn mạng linh phù toát ra tia sáng chói mắt. Một rồng, một phù, một người, cử chỉ điên cuồng, dung chuyển thiên địa. Trần Thiên Lê vốn là còn mấy phần lo lắng Diệp Thần. Nhưng là thấy hình ảnh trước mắt, hắn con ngươi ngược lại có chút ngạc nhiên mừng rỡ và hoảng sợ. Thằng nhóc này so ta tưởng tượng còn phải có ý nghĩa, cái này bổn mạng linh phù có thể dung hợp vạn vật, rất miễn cưỡng chống cự sấm sét, nếu quả thật đi Côn Lôn hư, phỏng đoán phải đem tên kia linh phù chi đạo phát huy. Còn có máu kia long, giết hại khí cực kỳ đậm đà, không sợ sấm sét, cuồng bạo hết sức, giết hại đạo quân con đường này ngược lại là cực kỳ thích hợp thằng nhóc này. Hết thảy các thứ này chính là cơ duyên đi, theo tiểu tử này trưởng thành, huyết long và bổn mạng linh phù sẽ càng phát ra mạnh mẽ, phỏng đoán đến cuối cùng, chúng ta trăm người vận mệnh đều phải dựa vào tiểu tử này hai đạo lực lượng thần bí. Sau đó, Trần Thiên Lê nhìn về phía thương khung, trên bầu trời, sấm sét cuồn cuộn tới, tựa như bao phủ toàn bộ Hồng Kông. Hắn ánh mắt càng phát ra phức tạp và kinh hãi. Lẩm bẩm nói, ai có thể nghĩ tới cái này lôi kiếp là một cái bước vào chân nguyên cảnh tiểu tử dẫn động. Thần du cảnh cường giả sợ là vậy không làm được đi. Quái tai, quái tai. Mà giờ khắc này, giang đạo núi còn dư lại những cái kia người bảo vệ, từng cái chố mắt nghẹn họng nhìn trên bầu trời lôi kiếp. Như vậy đại quy mô lôi kiếp, ta chưa bao giờ thấy qua,
chẳng lẽ Hồng Kông xuất hiện cái gì cao cấp cường giả? Một vị hoa hạ người bảo vệ nói. Vạn lão nhìn một cái vậy lôi kiếp cùng với rơi xuống phương hướng, nhàn nhạt nói, xem ra yêu nghiệt kia Diệp Thần lại đột phá, lần này sau này, không cần vị kia đại năng, yêu nghiệt kia cũng có thể dễ dàng chém giết chúng ta. Người so người thật là tức chết người, thằng nhóc kia mới hơn 20 tuổi à, giống như này nghịch thiên. Mấu chốt hắn là tu luyện thế nào, coi như sau lưng có đại năng, cũng không khả năng thời gian ngắn đột phá nhiều như vậy đi, huống chi cái này lôi kiếp, tựa hồ không phải chân nguyên cảnh lôi kiếp à. Mọi người trong lòng sóng gió kinh hoàng, trong con người chỉ có kiêng kỵ. Ngay tại lúc này, Bảo Bồi Dân hai tay chắp sau lưng, đi ra, nhìn một cái lôi kiếp, nhàn nhạt nói, Diệp tiên sinh không phải chúng ta có thể vọng nghị, hắn thiên phú và thực lực là ta cuộc đời này gặp qua đáng sợ nhất, loại người này, hoa hạ không phải hắn sân khấu, Côn Lôn hư mới là, chúng ta và hắn chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn, dưới mắt, hết thảy sự việc cũng phải đứng ở Diệp tiên sinh góc độ lên cân nhắc. Nghe nói Diệp tiên sinh ở thành phố Bắc Kinh thành lập Diệp gia, nếu như có cơ hội, chúng ta liền là Diệp tiên sinh chạm xe đi. Mọi người nghe được câu này, gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, bọn họ như cũ bao phủ ở Diệp Thần hôm đó trong bóng ma. Thành phố Bắc Kinh, Nhâm Khải Vân và mấy vị trưởng lão đang một nơi cao lầu trên thiên thai xếp chân tu luyện. Kinh thành khói mù rất lớn, linh khí nhưng là cực kỳ mỏng manh. Chỉ có ở trên trời chiếc mới có thể hấp thu một tia linh khí. Đối với bọn họ mà nói, bỏ mặc đi nơi nào, tu luyện đều không thể dừng lại. Còn như hấp thu tông môn mới huyết dịch, bọn họ đã ra lệnh đệ tử và hoa hạ tất cả gia tộc lớn cùng với thế lực tiếp xúc. Những cái kia hoa hạ gia tộc ở loại chuyện như vậy tuyệt đối sẽ để ý. Dẫu sao trong gia tộc nếu như ra đời một cái Côn Lôn hư cường giả, vậy thì có thể phúc trạch mấy đời à. Ngay tại lúc này, Nhâm Khải Vân và hắn dư trưởng lão tựa như phát giác cái gì, đồng loạt mở mắt ra. Khi thấy phía nam trên bầu trời kinh thiên lôi mây, bọn họ giật mình. Như vậy lôi kiếp, chẳng lẽ hoa hạ có người bước vào thần du cảnh? Hoa hạ vẫn còn có người có thể phá ra thần du cảnh. Làm sao có thể, linh khí như vậy mỏng manh đất, tu luyện trăm năm cũng không khả năng. Nhâm Khải Vân trực tiếp đứng lên. Một bước đạp ở lầu chót lan can trên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vậy phía nam điên cuồng lôi kiếp, hắn tâm thần tựa như đều bị chấn động. Cái này lôi kiếp rất đáng sợ, chỉ ít có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Kết quả là ai? Là ai đang đột phá? Mấu chốt cái này lôi kiếp lực lượng, tựa hồ là thần du cảnh còn không ngừng. Hắn trong lòng hoàn toàn bị sợ hãi bọc. Chu trưởng lão. Người đối với TQ rõ ràng, nhìn một chút, vậy lôi kiếp đất sốt cuộc ở nơi nào? Chúng ta nhất định phải tìm được người này, nếu như đem người này mang về tông môn, tông chủ nhất định sẽ khen ngợi chúng ta. Như vậy mỏng manh linh khí cũng có thể dẫn động loại này lôi kiếp, sợ rằng tiến vào Côn Lôn hư sẽ kinh khủng hơn. Loại thiên tài này hạng người, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tranh thủ. Nghe được Nhâm Khải Vân phân phó. Một cái ăn mặc trường bào ông già đứng lên, nhìn một cái hướng kia, sau đó lại lấy ra một bức hoa hạ bản đồ. Không lâu lắm, hắn đem hoa hạ bản đồ khép lại, sau đó nghiêm túc nói, khải bẩm tông chủ, nếu như ta không đoán sai, vậy lôi kiếp đất, hẳn ở hoa hạ Quảng Châu cũng hoặc là Hồng Kông khu vực, còn như cụ thể, còn muốn phái người cha xem mới có thể định đoạt. Nhâm Khải Vân con người phun trào ra vẻ điên cuồng, nghiêm túc nói, được. Mạng ta ngươi bây giờ ngồi máy bay đi một chuyến, nhất định phải điều tra ra đột phá người hết thảy tin tức, nếu như bị ngươi gặp phải, không tiếc bất cứ giá nào tranh thủ. Nhớ, là không tiếc bất cứ giá nào. Hắn muốn cái gì, chúng ta một phương diện cũng thỏa mãn. Chu trưởng lão gật đầu một cái, Sau đó, một bước ra, trực tiếp từ cao lầu trong nhảy xuống. Vô tận không câu chấp và điên cuồng. Cùng Chu trưởng lão rời đi sau đó. Nhâm Khải Vân khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin, xem ra, thiên đạo vậy đứng ở ta bên này, chỉ cần tìm được loại này tồn tại, hắn một cái cũng đủ để so trên trăm vị thiên phú người. Giang đạo núi, không biết qua bao lâu, lôi kiếp dần dần biến mất. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Mà cổ trong quảng trường, một cái cả người đen nhánh thanh niên mở mắt ra, trong mắt hắn cực kỳ lạnh như băng. Quanh thân lại là tản ra xa xưa hơi thở. Chính là Diệp Thần.
Thời khắc này hắn có thể cảm giác được rõ rệt bổn mạng linh phù trong tràn đầy cường đại năng lượng, tựa như có thể phá vỡ hết thảy. Kinh khủng như vậy lôi kiếp nếu là lấy linh phù chi đạo ngưng tụ kỹ thuật đánh nhau, uy lực kia đủ để kinh người. Dù là ở Côn Lôn hư cũng coi là lần trước chiêu tốt lá bài tẩy. Diệp Thần đứng lên, cũng không để ý trên mình tan vỡ quần áo cùng với đen nhánh thân thể. Đùng đùng. Theo Diệp Thần cái này nhúc nhích bây giờ, hắn quanh thân gân cốt truyền tới từng trận giống như pháo trúc giống vậy thanh thúy tiếng nổ tung. Lột xác, đây cũng không phải là nói một chút chơi. Bước vào chân nguyên cảnh, vô luận là từ máu thịt, hay là từ quanh thân xương cốt mà nói, Diệp Thần cũng trải qua biến hóa lớn. Theo quanh thân gân cốt thư giãn, Diệp Thần cảm giác được trước đó chưa từng có nhanh nhẹn, trước đó chưa từng có thoải mái. Phần thiên trưởng. Một tiếng hừ lạnh, Diệp Thần một bước bước ngang qua ra. Ngọn lửa bao trùm toàn thân, hư trưởng bỗng nhiên tạo thành, trực tiếp bùng nổ. Đi đôi với một trưởng này đánh ra, Diệp Thần điều động quanh thân lực. Thời gian vừa niệm, bên trong đan điền năng lượng lao nhanh. Vô tận năng lượng giống như sông lớn cuồng trào ra, quanh thân chân khí đem hết quán chú cánh tay phải bây giờ. Oanh! Năng lượng cường đại chống đỡ dưới, một trưởng này đánh ra, thế như núi lửa phun ra. Cường đại trưởng gió nổ tung, chấn động được toàn bộ quảng trường nổ ầm vang dội. Phịch! Một cổ cường đại khí bạo sinh ra, kinh khủng trưởng gió gào thét nổ ầm. Hô hô hô! Như vậy gió lớn và ngọn lửa kéo dài ước chừng chốc lát, mới dần dần hạ màn. Cho đến giờ phút này, Diệp Thần mới chậm rãi thu hồi tay mình. Chân nguyên cảnh, quả nhiên mạnh mẽ, nếu như ly hợp cảnh là một cái hồ nói, chân nguyên kia cảnh chính là một con sông lớn. Đan điền không chỉ mở rộng mười mấy lần, sau này thi triển phần thiên trưởng cũng hoặc là phá thiên kiếm ý, cũng sẽ không xuất hiện đan điền chân khí khô kiệt kết quả. Trọng yếu hơn là, hắn có thể cảm giác được mình quanh thân tràn đầy lực lượng. Bây giờ phần thiên trưởng chia tay hợp cảnh thi triển phần thiên trưởng chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Dưới mắt, nếu như lại đối mặt những cái kia hoa hạ người bảo vệ, đám người này phỏng đoán một chiêu lực cũng không cách nào chống cự. Thậm chí trở lại Côn Lôn hư, huyết minh cường giả vậy không nhất định có thể nhúc nhích mình. Lần này đột phá, thật được ích lợi vô cùng, ai có thể nghĩ đến ly hợp cảnh bước vào đến chân nguyên cảnh, ta chỉ tốn một tháng không tới thời gian. Nếu như truyền tới Côn Lôn hư trong đi, lão đầu cũng hoặc là Kỳ Thư Thanh, thậm chí còn những cái kia đã từng mắt lạnh xem mình tông môn cường giả sợ là phải kinh điệu cằm. Diệp Thần khóe miệng nở một nụ cười, trong mắt tinh quang lóe lên. Giờ khắc này, Diệp Thần tâm khí không khỏi lớn tăng. Hắn thế giới trước mắt, tựa như sáng lên. Trần Thiên Lê chậm rãi từ trời cao rơi xuống, hài lòng gật đầu một cái, không sai. Con rắn kia gan lực lượng cùng với chấn hồn phá dương thạch lực lượng bị ngươi hấp thu xong hết rồi, ta vốn là lấy là ngươi phá vỡ chân nguyên cảnh muốn 10 ngày nửa tháng, bất quá bây giờ xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Bây giờ ngươi bước vào chân nguyên cảnh, ta cũng có thể dạy ngươi một ít tốt kiếm kỹ. Trần Thiên Lê nói xong, vung tay lên, vậy chấn hồn phá dương thạch trực tiếp biến mất. Hiển nhiên đã tiến vào luân hồi mộ địa. Sư phụ! Cái này chấn hồn phá dương thạch đã bị ta hấp thu không sai biệt lắm năng lực, ngươi còn cần. Diệp Thần hiếu kỳ nói. Trần Thiên Lê gật đầu một cái, sau đó nhìn một cái trên bầu trời trôi lơ lửng hai thanh kiếm. Chấn hồn kiếm, phá dương kiếm, kiếm tới. Trần Thiên Lê một tiếng giống giận, vậy hai thanh kiếm liền trực tiếp bay tới, lại là trôi lơ lửng ở Trần Thiên Lê chừng. Đồ nhi, chấn hồn kiếm đã nhận chủ. Người nghĩ biện pháp đem cái này phá dương kiếm vậy nhận chủ, hai kiếm như cũng đồng ý ngươi, ta dạy ngươi xong kiếm kỹ thuật đánh nhau, đến lúc đó ngươi thực lực sẽ gặp cao hơn một tầng lầu. Còn như chấn hồn phá dương thạch, nó không chỉ có thể chịu đựng cái này hai kiếm, nó bên trong còn dư lại năng lực đối với luân hồi mộ địa còn dư lại cường giả vậy rất có ích lợi. Lời còn chưa nói hết, quảng trường chấn động lên. Diệp Thần dưới chân nơi đạp địa phương lại là chia năm xẻ bảy. Đồ nhi, giang đạo núi chí bảo đều bị chúng ta mang đi và phá hư, thượng cổ hộ linh trận đã biến mất. Nơi đây muốn khởi động tự hủy, nhanh lên rời đi đi, còn như kiếm kỹ, chờ ngươi trở lại kinh thành ta sẽ dạy ngươi. Còn nữa, ta thực chất trạng thái không kiên trì được bao lâu, chỉ có thể trở lại trong luân hồi mộ địa, chờ ngươi hết thảy sự việc xử lý xong hết, lại đem ta kêu lên,
ta tận lực truyền thụ ngươi một ít cao nhất kiếm quyết. Dứt lời, Trần Thiên Lê và Chấn Hồn Phá Dương kiếm chui vào trong luân hồi mộ địa. Đá màu đen vững vàng rơi xuống. Diệp Thần trực tiếp đem đá màu đen bỏ vào túi trong, hướng bên ngoài cấp tốc lao đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Loại cảm giác này nhất định chính là thoải mái nổ. Không lâu lắm, Diệp Thần rốt cuộc lao ra Giang Đạo núi. Bao Bồi Dân cùng với mấy vị hoa hạ người bảo vệ đang ở phía xa lo lắng chờ đợi. Khi thấy Ô Tất Mà Đen Diệp Thần xuất hiện, đồng loạt ngẩn ra, sau đó mới chắp tay nói, Diệp tiên sinh, ngài xuất quan. Bọn họ rối rít lưu ý đến Diệp Thần khí tức trên người. Nguyên bản ly hợp cảnh, bây giờ Diệp Thần cảnh giới, bọn họ căn bản không cách nào phát hiện. Thậm chí Diệp Thần trong lơ đãng lộ ra ánh mắt, nhưng là kinh hãi đến mức tận cùng. Tựa như một cái ánh mắt cũng đủ để kết luận bọn họ sinh mạng. Diệp Thần hướng Bao Bồi Dân gật đầu một cái, sau đó phân phó nói, cái này Giang Đạo núi sợ là phải biến mất, chúng ta nhanh lên rời đi nơi đây. Diệp tiên sinh. Mấy đạo thân ảnh điên cuồng hướng dưới núi lao đi. Làm Diệp Thần các người chạy tới dưới núi, Giang Đạo núi vùng lân cận ngay tức thì cuồn cuộn bụi đất vạn trượng, tựa như bão cát vậy. Bao Bồi Dân và còn lại mấy vị người bảo vệ thấy một màn này, vừa liếc nhìn Diệp Thần, nuốt nước miếng một cái. Ai có thể nghĩ tới cách đó không xa cái này người thanh niên trực tiếp đem Hồng Kông Thánh Sơn rất miễn cưỡng rời trừ. Sợ rằng Hồng Kông dân thành phố muốn đắm chìm trong rất lâu một đoạn trong khủng hoảng. Thậm chí muốn không được bao lâu, tất cả sách lớn tiệm mê hoặc không giải trừ một loại sách sẽ xuất hiện Giang Đạo Sơn thần bí biến mất một trang. Trừ mấy người bọn họ, thế gian không người nào biết. Cách đó không xa, một Rolls Royce Phantom đậu. Cùng bụi đất biến mất mấy phần, Lý Gia Thành từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại. Hắn ở bên trong xe thấy một màn này, thiếu chút nữa lòng cũng ngưng đập. Hắn mặc dù không biết Giang Đạo núi chuyện gì xảy ra, nhưng là Diệp Thần an toàn xuống núi, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Cái này người thanh niên, hắn Hồng Kông Lý Gia phải không tiếc bất cứ giá nào lấy lòng. Như có đắc tội, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn mới vừa rồi ở trong xe thậm chí làm xong dự định, Diệp Thần có tập đoàn Thiên Chính dược vật còn không có tiến quân Hoa Hạ Hồng Kông cùng với thị trường châu Âu, nếu như tập đoàn Thiên Chính có bất kỳ ý nguyện, hắn cũng biết vận dụng dưới cờ tập đoàn trợ lực. Lý Gia Thành xuống xe, tài xế vốn định đưa ra khẩu trang, trực tiếp bị hắn cự tuyệt, hắn bước nhanh hướng Diệp Thần đi tới. Diệp tiên sinh, xe ta liền ngừng ở bên kia, ta vùng lân cận có khách sạn. Muốn không muốn mang Diệp tiên sinh đã qua. Dẫu sao Diệp Thần bây giờ dáng vẻ có chút chật vật, tắm dĩ nhiên là trước nhất phải làm sự việc. Diệp Thần nhìn một cái trên người dáng vẻ, gật đầu một cái, trực tiếp lên xe. Còn như Giang Đạo núi phá hủy, đám này Hoa Hạ người bảo vệ làm như thế nào, vậy thì không đóng hắn chuyện, hắn tin tưởng Bao Bồi Dân nhất định có thể xử lý tốt. Đến vùng lân cận khách sạn, Diệp Thần đơn giản tắm. Sau đó đổi lại Lý Gia Thành để cho quản gia chuẩn bị định chế nghỉ ngơi trang. Lý Gia Thành bản dự định là Diệp Thần đặt tiệc, trực tiếp bị Diệp Thần cự tuyệt, hắn đem tắt máy điện thoại móc ra, mới vừa mở máy một cái, liền phát hiện một đống tin nhắn ngắn và điện thoại nghe hụt oanh tạc tới. Hắn vừa định mở ra một cái trong đó, lại là một thông điện thoại mở ra. Ám điện Diệp Lăng Thiên. Diệp Thần nhíu mày một cái, mới vừa muốn nói cái gì. Bên đầu điện thoại kia Diệp Lăng Thiên vội vàng nói, điện chủ, ngài điện thoại rốt cuộc đã thông. Điện chủ, Diệp Lăng Thiên thỉnh cầu trách phạt. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Diệp Thần giọng lộ ra một tia nghiêm túc. Khải bẩm điện chủ, ngài mẫu thân xảy ra chuyện, kinh thành Giang gia xảy ra chuyện. Diệp Lăng Thiên đem nơi có việc toàn bộ nói ra, hắn không có giấu giếm quyền lực, mặc dù Giang nữ dung lại ba lần để cho Diệp Lăng Thiên giấu giếm. Nhưng là Diệp Lăng Thiên chỉ nghe điện chủ một người. Đang đứng ở khách sạn Diệp Thần hai tròng mắt rét lạnh tới cực điểm, hắn thân thể lại là tản ra hồng quang. Nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ khách sạn đồ toàn bộ bị sát khí bọc. Đồ gỗ nội thất vỡ vụn, mặt đất lại là xuất hiện từng đạo vết rách. Điện thoại cúp. Diệp Thần ánh mắt hướng một phương hướng đồng loạt bắn tới. Đó là kinh thành phương hướng. Bỏ mặc ngươi là ai? Cũng không có tư cách động ta mẫu thân, người làm nhục mẫu thân, chỉ có chết. Nhâm Khải Vân, ngày hôm nay,
coi như sau lưng người tông môn cũng không cứu được ngươi. Côn Lôn hư cường giả thì như thế nào? Ngươi giá trị tồn tại chính là ta Diệp Thần đá lót đường. Không người nào có thể hiểu Diệp Thần tức giận trong lòng. Hắn chỉ bất quá rời đi kinh thành vài ngày như vậy, thì có người dám động mình mẫu thân. Tự tìm cái chết. Tức giận lúc đó, lại là một thông điện thoại gọi lại. Ngụy Dĩnh. Diệp Thần, ta và ám điện mấy người ở Hồng Kông phi trường quốc tế bên này chờ ngươi, ta cũng biết kinh thành sự tình phát sinh, ngươi trực tiếp tới, máy bay tư nhân lập tức cất cánh. Được. Diệp Thần cúp điện thoại, lần nữa ngồi lên Lý Gia Thành Rolls Royce. Diệp tiên sinh, đây là chuẩn bị đi kia. Hồng Kông phi trường quốc tế, nhanh nhất tốc độ. Diệp Thần giọng lộ ra một vẻ sát ý. Lý Gia Thành tự nhiên cảm giác được Diệp Thần trên người cuồng nộ, không dám nói nhiều một câu. Kinh thành, mặt trời lặn ánh nắng đỏ rực. Có khác ý cảnh. Giang gia, giờ phút này nhưng lại yên tĩnh đến mức tận cùng. Giang Vấn Thiên và bị thương Giang Kiếm Phong ngồi ở phòng khách hai bên, con người viết đầy kiên quyết. Giang gia chỉ có hai người, tất cả Giang gia cường giả tựa như đều rời đi. Hai người trong mắt mới đầu chỉ có vô tận tức giận, nhưng là càng về sau, tức giận ý liền càng ngày càng yếu. Kiến càng hám cây nói chi là giao dịch. Hồi lâu, Giang Vấn Thiên lên tiếng, thanh âm trầm thấp, Kiếm Phong, ta giàu gì cũng là rơi đệ tử của Kiếm Tông, và Nhâm trưởng lão có chút quan hệ, coi như ta không giao ra bội dung, hắn cũng sẽ không cầm ta làm thế nào, chuyện này ta một người ứng đối đủ. Giang Kiếm Phong lắc đầu một cái. Sắc mặt mặc dù yếu ớt và mệt mỏi, nhưng là trong mắt nhưng là kiên nghị vô cùng, đại ca, vậy Nhâm Khải Vân nói muốn Giang gia bồi tội, ta một người bồi tội là được rồi, người thật vất vả ở Côn Lôn hư phối hợp ra dạng người, nếu như bị hủy diệt liền rất tiếc nuối. Ta thành tựu bội dung nhị ca, muội muội tội, đến lượt do ta chịu đựng. Giang Vấn Thiên vỗ bàn một cái đứng lên, Kiếm Phong. Nếu ngươi biết đạo lý này, thì càng nên để cho ta một người đảm nhận. Ta là đại ca, hết thảy đều nghe ta. Ngươi có suy nghĩ hay không ba? Ba bây giờ hôn mê, hắn thương thế rất trọng yếu, bây giờ ngươi cần phải bồi hắn. Mà không phải là cậy mạnh, Giang gia vẫn là cần một người vác ở Giang gia cờ lớn. Giang Kiếm Phong không nói gì, hắn nhìn về phía vậy đầy trời ánh nắng đỏ rực. Như máu sắc vậy, giống như Giang gia bây giờ vận mệnh. Đột nhiên, hắn nghĩ tới huyết long. Nếu như Diệp Thần trở về có thể hay không có cứu. Nghĩ tới đây, hắn đối với Giang Vấn Thiên đến, đại ca, người có biết hay không ta hướng người đề cập tới một người, bội dung đứa trẻ Diệp Thần. Giang Vấn Thiên nhíu mày một cái, người hỏi người này làm gì? Ta biết người này thiên phú coi như không tệ, nhưng là Nhâm trưởng lão và còn lại mấy vị, chỉ một cái cũng đủ để chém chết người này, bội dung một nhà quá mức lận đận, người nguyện ý để cho nàng đứa trẻ bí quá hóa liều. Ở Giang Vấn Thiên trong mắt, hắn mặc dù nghe nói Diệp Thần truyền kỳ chuyện, nhưng là hiển nhiên có khuếch đại thành phần. Coi như Diệp Thần thật sự có thực lực chém chết Hoa Hạ người bảo vệ, cường đại đến không thể địch nổi, nhưng là ở Lạc Kiếm Tông trước mặt trưởng lão. Giống như con voi to và con kiến, không cách nào như nhau. Giang Kiếm Phong nghe đến lời này, thở dài một hơi, hy vọng cuối cùng cũng không có. Liền ở phòng khách bầu không khí nghiêm túc thời điểm. Mấy đạo thân ảnh trực tiếp từ bên ngoài tới. Chính là Lạc Kiếm Tông Nhâm Khải Vân cùng với còn lại mấy vị trưởng lão. Khí sơ sắc tiêu điều đột nhiên tạo thành. Nhâm Khải Vân nhắm mắt lại, linh thức khuếch tán ra, tự nhiên phát hiện Giang gia liền cái này hai người. Hắn con người hiện lên lạnh, ánh mắt bắn về phía Giang Vấn Thiên. Giang Vấn Thiên, ngươi là ý gì, không chỉ không có mang hồi ta mong muốn người. Thậm chí liền Giang gia tất cả mọi người đều rời đi ra ngoài, ngươi thật lấy là ta không dám giết ngươi. Đừng quên, Lạc Kiếm Tông trưởng lão có tư cách chém chết Lạc Kiếm Tông đệ tử. Thanh âm lạnh như băng, toàn bộ Giang gia đại viện nhiệt độ cũng thấp xuống mấy phần. Giang Vấn Thiên con ngươi đông lại một cái, mở miệng nói, Nhâm trưởng lão, tất cả mọi chuyện ta một người gánh vác, muốn giết muốn róc xương lóc thịt, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Giang Kiếm Phong cũng là đứng lên, lạnh lùng nói, Nhâm trưởng lão, ta mới là Giang gia có thể người làm chủ, người muốn giết, liền giết ta, đại ca không liên quan tới chuyện này. Ta nguyện ý dùng mạng ta đổi bội dung mệnh. Nhâm Khải Vân lạnh lùng nhìn hai huynh đệ, đột nhiên cười.
nụ cười điên cuồng thêm dữ tợn. Ta trước khi rời đi, nói rất rõ ràng, mặt trời lặn bây giờ, ta muốn gặp được cái đó con đê tiện, nếu không Giang gia gánh vác hết thảy hậu quả. Cái này hậu quả, các người hẳn hiểu lầm, không phải ai mệnh có thể thay thế, mà là trực tiếp diệt môn. Người hai người chúng ta ai cũng không cách nào gánh vác, không nộp ra người phụ nữ kia, tất cả Giang gia người đều phải chết. Nếu không Hoa Hạ định thế nào Côn Luân chúng ta hư Lạc Kiếm Tông. Nghe được câu này, Giang Kiếm Phong và Giang Vấn Thiên sắc mặt đồng loạt biến đổi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Nhâm trưởng lão sẽ như vậy tuyệt tình. Liền vì một câu nói, diệt Giang gia. Cái này vậy thật là quá đáng đi. Giang Vấn Thiên một bước ra, còn người hiện lên lạnh, gằn từng chữ, Nhâm trưởng lão, người đây là vận dụng quyền lực của ngươi. Ta phải về Côn Lôn hư xin phép tông chủ. Nhâm Khải Vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Vấn Thiên, ta trước kia rất coi trọng ngươi, nhưng là dưới mắt ngươi tại sao bị thế tục sự việc che đậy trong mắt, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi hồi Lạc Kiếm Tông sao? Nếu không thấy ta muốn thấy ngươi, vậy hết thảy liền từ ngươi cửa trên hai người bắt đầu đi. Chu trưởng lão, bắt lại cái này hai người. Nghe được Nhâm Khải Vân phân phó, một bên Chu trưởng lão do dự mấy giây. Vẫn là quả quyết ra tay. Uy áp cường đại bao trùm tới. Giang Vấn Thiên và Giang Kiếm Phong đồng loạt rút trường kiếm ra, nhìn nhau. Kiếm Phong, người ta chưa bao giờ sóng vai tác chiến qua một lần. Lần này, chúng ta chết vậy phải chết vinh quang, là Giang gia mà chiến. Chí ít Giang gia không ra thứ hèn nhát. Dứt lời, hai người mang theo kiếm xông ra ngoài. Kiếm Phong thượng thiêu, vạch qua không khí. Tựa như đem không khí chia làm hai. Khí tức cường đại dưới, hai người một kiếm này không có bất kỳ thu tay lại, như mãnh thú đánh ra, xông về Chu trưởng lão. Bọn họ không có lựa chọn, chỉ có đem hết toàn lực. Dù sao đã đắc tội, dứt khoát liền xuất tính mà là. Chu trưởng lão trong tay cũng là sử dụng trường đao, tịch quyển chứ cường đại đợt khí đảo mắt bây giờ chính là cùng hai người kiếm đụng vào nhau. Oanh! Trong một cái chớp mắt này, Giang gia bàn ghế toàn bộ chấn vỡ, hoàn toàn nhốn nha nhốn nháo. Tinh thần va chạm, bất quá như vậy. Vậy tràn ra ra kiếm khí, lại là đã để cho Giang Vấn Thiên và Giang Kiếm Phong yếu ớt mấy phần. Chỉ bất quá Chu trưởng lão cũng không chịu nổi, thân thể lui về sau một bước. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này hai người thật động thật cách. Không đường quay đầu lại. Binh khí trên không trung va chạm. Phát ra nhọn tư tư thanh. Ánh lửa lóe lên, như mưa cuồng rơi xuống. Giang Vấn Thiên sắc mặt tái nhợt, mà Giang Kiếm Phong sắc mặt nhưng là ảm đạm. Hai người cũng đã sớm đem thực lực kích thích đến trình độ cao nhất, thậm chí vượt qua trình độ cao nhất. Nhưng là thực lực sai biệt quá mức to lớn. Một cái là tông môn trưởng lão, một cái là đệ tử cùng với bị thương người, đánh như thế nào. Mắt thường có thể gặp, ở giao phong chính giữa. Giang Vấn Thiên và Giang Kiếm Phong khí thế bị áp chế bắt đầu thối lui. Từ từ hắn kiếm chiêu trên ánh sáng bắt đầu ảm đạm. Vào thời khắc này Chu trước mặt trưởng lão, đều là con kiến hôi. Giang Vấn Thiên các người buông tha đi, một người phụ nữ đổi các người Giang ra mệnh, đáng. Chu trưởng lão nói, tuyệt không thể nào. Hít sâu một hơi, Giang Vấn Thiên phẫn nộ quát. Thét dài tiếng chính giữa. Giang Vấn Thiên quanh thân chân khí như nước lũ lao nhanh, chút nào không keo kiệt bao trùm kiếm ý đi. Oanh! Lại là một cổ bá đạo năng lượng phun trào. Nhưng là căn bản không có dùng. Chu trưởng lão kiếm ý càng cường đại hơn, tựa như phá vỡ hết thảy. Không! Không cam lòng tiếng gào thét chính giữa, Giang Vấn Thiên trên mình mấy đạo máu bắn tung phun ra, hắn cả người như con diều đứt dây, ở mưa to gió dữ chính giữa, bị vét sạch đi ra ngoài. Bị thương nặng, giao phong rằng co, đã kết thúc. Căn bản không địch, Giang Kiếm Phong mới vừa muốn ra tay, một mực ở bên cạnh xem cuộc chiến Nhâm Khải Vân đã xuất hiện ở Giang Kiếm Phong trước mặt. Chính là con kiến hôi, còn muốn phản kháng. Cút, Giang Kiếm Phong giống vậy bị đánh bay, máu tươi phun ra, vô cùng chật vật. Nhâm Khải Vân trên cao nhìn xuống nhìn hai người, lắc đầu một cái, trong tay đã xuất hiện một thanh kiếm. Trong mắt hắn vô tình mà lạnh như băng. Có một số quy củ, không có thể thay đổi, giết hại liền từ ngươi hai người chúng ta bắt đầu đi. Nhâm Khải Vân kiếm trong tay vừa muốn bay ra ngoài,
một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm nhưng là vang khắp. Dừng tay! Tất cả mọi người đồng loạt chấn động một cái, chỉ gặp một người cô gái từ ngoài cửa đi tới. Giang Nữ Dung! Bị thương Giang Vấn Thiên và Giang Kiếm Phong con ngươi co giúp một cái, giận dữ hét, Bội Dung! Ngươi làm sao tới? Cút à! Bọn họ trong lòng tức giận, tại sao muội muội muốn đi tìm cái chết? Giang Nữ Dung nhìn lướt qua hai người, trong lòng kích động vạn phần, nàng quả đấm nắm chặt, sau đó nhìn về phía Nhâm Khải Vân, chuyện này do ta dạy, đến lượt do ta kết thúc, hết thảy hậu quả ta tới gánh vác, ta ở mặt trời lặn lúc chạy tới, ngươi là không phải có thể thả qua Giang gia. Nhâm Khải Vân khóe miệng cười nhạt âm trầm, cánh tay hắn vung lên, Giang gia cửa trực tiếp đóng lại. Xin lỗi, ta đã thay đổi chủ ý, Giang gia để cho ta rất thất vọng, cũng không có cần thiết tồn tại. Bất quá ngươi nếu như tự nguyện ở ta trước mặt quỳ xuống, ta ngược lại là có thể cân nhắc mấy phần. Nhâm Khải Vân giọng tràn đầy nghiền ngẫm. Nghe được câu này, Giang Nữ Dung con ngươi co giúp một cái, khẽ cắn răng, nhìn một cái hai vị huynh trưởng, không do dự nữa, trực tiếp quỳ xuống. Hy vọng ngươi tuân thủ cam kết. Thấy một màn này, Nhâm Khải Vân diễn cảm rất là thỏa mãn. Giống như hắn có thể nắm trong tay hết thảy. Dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ ai dám ngăn trở mình. Mắt xem Giang Nữ Dung phải quỳ xuống, bành. Đột nhiên, dị biến nổi lên. Giang gia cửa trực tiếp bị đánh bể. Thanh âm chấn thiên, cơ hồ đem tất cả mọi người đều dọa sợ. Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng cửa bắn tới, chỉ gặp một cái ăn mặc đồ dạo phố thanh niên ngạo nghễ đứng. Ánh mắt rét lạnh, đỏ thắm. Như một đầu giết mù quáng chó sói. Diệp Thần tới. Giang Kiếm Phong và Giang Nữ Dung con ngươi đồng loạt chấn động một cái, bọn họ căn bản không nghĩ tới Diệp Thần sẽ xuất hiện vào lúc này. Mang ngút trời sát ý. Diệp Thần cánh tay vung lên, một cổ vô hình đợt khí từ lòng đất phun trào, trực tiếp đem cong đầu gối chuẩn bị quỳ xuống Giang Nữ Dung đỡ lên. Sau đó nhìn một cái Giang Kiếm Phong và Giang Vấn Thiên. Hắn biết hai người bị thương rất nặng. Hắn thật nổi cơn giận dữ. Sát khí muốn khống chế, vậy không khống chế được, trực tiếp lao ra thân thể. Hắn hướng Nhâm Khải Vân đi tới, lời nói lạnh như băng lại là vang khắp, ngày hôm nay, ai cũng không nhúc nhích được Giang gia. Ai cũng không có tư cách để cho ta mẫu thân quỳ xuống. Chân chính quỳ xuống hẳn là các người. Vậy tới từ địa ngục vậy cặp mắt đồng loạt bắn về phía mấy vị kia Lạc Kiếm Tông trưởng lão. Nhất là Nhâm Khải Vân. Ngươi lại là ai? Chu trưởng lão cau mày, nói ra mấy vị trưởng lão nghi ngờ trong lòng. Diệp Thần đi dạo sân vắng hướng Giang Nữ Dung đi tới, lại là chắn Giang Nữ Dung trước mặt. Ta là ai? Diệp Thần dừng một chút, sau đó gần từng chữ, ta chính là Giang Nữ Dung con, Diệp Thần. Chính là trong miệng ngươi phàm căn người. Như thế nào? Nghe được câu này, Chu trưởng lão cười, hắn mặc dù nhận ra được Diệp Thần khí tức trên người có cái gì không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại nói, một cái phàm căn người, vậy đi tìm cái chết. Nhâm Khải Vân cũng là mở miệng nói, tiểu phế vật, xem ra ngươi là mẫu thân ngươi tìm về mặt mũi. Thật là dạng người gì sinh ra dạng gì nhi tử, ngươi chẳng lẽ không biết cuồng ngông cũng phải thành lập ở thực lực cơ sở trên. Diệp Thần không để ý đến Nhâm Khải Vân, mà là nhìn một cái Giang Kiếm Phong và Giang Vấn Thiên, sau đó hỏi, ai đánh tổn thương ta hai người cứu cứu. Đứng ra, quỳ xuống. Tự đoạn đầu lâu, ta không muốn động thủ. Dứt lời, không khí yên tĩnh đến mức tận cùng. Tất cả mọi người diễn cảm tựa như động lại. Để cho một cái Vạn Kiếm Tông trưởng lão quỳ xuống tự đoạn đầu lâu. Cái này sợ là bệnh thần kinh đi. Giang hỏi trời mặc dù không gặp qua Diệp Thần, nhưng vẫn là phục. Tiểu tử này nóng nảy thật là so Bội Dung còn muốn bốc lửa. Hắn vội vàng nói, Diệp Thần, ngươi mau lui xuống. Đây là việc người lớn. Diệp Thần không để ý đến, ánh mắt bắn về phía trước mặt mấy vị trưởng lão, gần từng chữ ta cuối cùng lặp lại lần nữa, ai ra tay, đứng ra. Một giây, hai giây, làm đến thứ ba giây thời điểm, Chu trưởng lão một bước bước ra, con người âm lãnh, tiểu phế vật, là ta ra tay thì như thế nào? Ở Hoa Hạ, dám ở chúng ta trước mặt cuồng vọng, ngươi là người thứ nhất, cũng sẽ là cuối cùng. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần động. Trảm Long kiếm trực tiếp sử dụng. Phá Thiên kiếm ý kiếm thứ nhất, Tiềm Long chém thương khung. Một kiếm này,
càng phát ra muốn gì được nấy. Mấu chốt Diệp Thần có thể nắm trong tay hết thảy. Chân đạp Thương Long Huyễn Thân Quyết, Diệp Thần dẫn đầu đánh ra. Ánh nắng đỏ rực dưới, kiếm quang ngất trời, xé hết thảy. Một đạo kiếm khí bén nhọn, hóa là thật thế chấp, hướng phía trước bắn ra. Thế giới tựa như đọng lại. Bên trong đan điền, chân khí phun trào, vô tận lực lao nhanh. Vậy một đạo kiếm khí, tựa như xé thiên địa, thế giới vào giờ khắc này lâm vào yên tĩnh như chết chính giữa. Cho dù cách nhau mấy mét, là kiếm tông Nhâm Khải Vân cùng với hắn dư trưởng lão, cảm thụ Diệp Thần thời khắc này khí thế, đều không khỏi được thay đổi thần sắc. Chân nguyên cảnh. Không đúng, một kiếm này hòa khí tức vượt xa chân nguyên cảnh. Diệp Thần một kiếm này chính giữa, ẩn chứa khí thế. Thật là khủng khiếp. Cái này sợ không thua gì chân nguyên cảnh tầng 4 cường giả một kích chứ. Diệp Thần làm sao làm được? Không biết bao nhiêu người trong lòng, sinh ra chút hoài nghi. Cho ta cút. Hàn quang lóe lên, thần quỷ né tránh. Đối mặt Diệp Thần vậy một đạo tập kích bất ngờ mà đến phách tuyệt kiếm khí, Chu trưởng lão thần sắc không khỏi được ngưng trọng. Hiển nhiên, Diệp Thần thực lực, tựa hồ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Ông! Trường kiếm trong tay, hướng lên giật mình, lau một cái ánh sáng tím ở giang nhà giữa sân tách thả ra. Như dao long bay lên không, vậy ánh sáng tím hướng Diệp Thần kiếm khí, chiếm đoạt đi. Đinh! Thoáng qua ở giữa, một hồi nhẹ khéo léo tiếng va chạm truyền tới. Diệp Thần cuồng bạo kiếm khí xé hết thảy, Chu trưởng lão kiếm trực tiếp chặn. Không chỉ như vậy, hắn thân thể tựa như đình trệ. Một hơi một tí. Mấy giây sau đó, một tiếng, đầu lâu trực tiếp rơi xuống. Máu tươi tiệm nhiễm, nhìn thấy mà giật mình. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều giật mình, ai có thể nghĩ tới một cái 20 tuổi thanh niên sẽ như vậy ngăn cơn sóng dữ. Mấu chốt là kiếm tông một vị trưởng lão cũng không địch lại. Một kiếm chém đầu lâu. Cái này mẹ hắn vậy quá khoa trương đi. Thình lình đả kích, thật là giống như là búa nện, đem bọn họ tim đều phải đánh chia năm xẻ bảy. Giang Kiếm Phong và Giang Vấn Thiên bối rối. Giang nữ Dung hoảng hốt, cái này vẫn là mình nhi tử. Nhâm Khải Vân sợ run tại chỗ, như chết yên lặng, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần, chặt chẽ nhìn chằm chằm. Hắn không muốn tin tưởng, nhưng là nhưng thiết thiết thực thực xảy ra. Chém chết Chu trưởng lão, Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, rơi vào Nhâm Khải Vân trên mình, thanh âm lạnh như băng vang khắp. Nhâm Khải Vân, cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống, phiến mình 10 bàn tay, sau đó hướng ta mẫu thân nói xin lỗi. Ta cân nhắc thả ngươi một mạng chó. Cái này Diệp Thần, thời khắc này lời nói để cho người cảm thấy vô biên uy nghiêm và bá đạo. Trực tiếp pháo oanh Nhâm Khải Vân, ai dám muốn à? Nhâm Khải Vân mặc dù có một cái chớp mắt như vậy ở giữa sinh ra sợ hãi, tự nhiên sẽ không thỏa hiệp. Càng không biết bị một cái nhóc con hù dọa. Hắn rút ra kiếm lạnh lẽo, trực tiếp hướng Diệp Thần đi. Tiểu phế vật, dám làm nhục ta, tự tìm cái chết. Nhâm Khải Vân trực tiếp sử dụng Lạc Kiếm Tông tuyệt học, kiếm rơi 9 tầng trời. Cuồng bạo kiếm ý tạo thành. Lớn gió nổi lên. Nhâm Khải Vân cường thế đến mức tận cùng. Cái gì rác dưới kiếm pháp, vừa vặn thử một lần sư phụ mới vừa dạy ta, vạn đạo mất đi kiếm. Diệp Thần một kiếm đánh ra, quanh thân chân khí như lao nhanh nước lũ, hội tụ ra. Đây là trên máy bay Trần Thiên Lê dạy hắn. Mặc dù chỉ có một kiếm, đủ để. Rầm rầm. Một kiếm đông tới, cuốn lên đầy trời gió lớn, dẫn được mưa gió biến hóa. Trong bầu trời, thâm trầm ánh nắng đỏ rực, tựa hồ hóa là ma quỷ, lớn tiếng gào thét. Oanh! Vậy một đạo dung hợp thiên địa thế kiếm quang rơi xuống, để cho người ở tại tràng, đều biến sắc. Để cho còn thừa lại mấy vị Lạc Kiếm Tông trưởng lão, rối rít chắc lưỡi hít hà. Một chiêu này, thật là mạnh mẽ. Vạn đạo mất đi kiếm, lấy thiên địa lực trấn áp đối thủ. Diệp Thần nắm giữ bất quá ra lông lực. Nhưng là đối với cái này là kiếm tông mà nói chính là trời chênh lệch. Trong chốc lát, vậy một đạo kiếm quang, như 9 tầng trời ngân hà, gầm thét xuống. Không, Nhâm Khải Vân kiếm rơi 9 tầng trời trực tiếp bị xé, hắn tóc tai bù xù, trên mình lại là đột nhiên mang mấy vệt máu, như chó chết chủ. Nhìn Diệp Thần trấn áp xuống kiếm quang, con người cấp tốc co rúc lại,
đổi được vô cùng hoảng sợ. Hắn bây giờ, điều có thể làm, chỉ có dùng sức toàn lực đi ngăn cản. Chặn một chiêu này, mới có cơ hội. Quỷ biết từ nơi nào đụng tới một cái yêu nghiệt tài à. Mấu chốt kiếm ý của đối phương và thực lực lại có nghiền ép thế. Phàm căn. Con mẹ nó thằng nhóc này là phàm căn, khắp thiên hạ người cũng là phàm căn à. Oanh. Hắn liều mạng thúc giục phát chân khí của mình, ở trong thời gian ngắn, đem năng lượng hết sức cố gắng điều động. Thời gian thật rất vội vàng, cái này căn bản không cách nào để cho hắn làm ra nhiều hơn lựa chọn. Hắn hoành kiếm ngăn cản đi. Oanh. Thoáng qua ở giữa, một hồi nổ ầm nổ tung. Hai kiếm giao phong. Ung ung. Kinh khủng hơi thở, đem Giang gia đại viện tựa hồ cũng xốc cái để hướng lên trời. Đá vụn hoành bay, bụi bậm đầy trời, trên bầu trời một tiếng sấm thoáng qua. Quỳ xuống cho ta. Kiếm phong bị nghẹt, Diệp Thần nhanh tiếng giống giận. Oanh. Hai lần phát lực, uy lực mạnh hơn. Thiên địa lực, khởi hữu cuối. Phốc phốc phốc. Nhâm Khải Vân máu tươi cuồng phún, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Ken két. Một hồi thanh thúy tiếng vang truyền tới, hắn trường kiếm trong tay tựa hồ bắt đầu vỡ vụn. Phải biết, kiếm này nhưng mà pháp bảo vật, vô địch. Bây giờ lại có thể ở hoa hạ bể. Làm sao có thể? Thân hình đột nhiên run rẩy, ở Diệp Thần vậy bùng nổ dưới, Nhâm Khải Vân hai chân một cong, lại trực tiếp bị Diệp Thần trấn áp được quỷ ở vậy một mảnh phế tích chính giữa. Vả miệng. Áp chế gắt gao Nhâm Khải Vân, Diệp Thần lớn tiếng quát lên. Nhâm Khải Vân lạnh như băng con ngươi tràn đầy tia máu, hắn bất khuất. Nhưng là vừa có cái gì tư cách? Hắn không chống đỡ nổi trước mắt cái này người thanh niên à. Đừng hòng. Diệp Thần con ngươi lạnh như băng, một bước bước ra. Trực tiếp một chưởng hung hăng đánh ra. Bót. Một cái tát vô cùng thanh thúy, cuồng bạo lực trực tiếp để cho Nhâm Khải Vân khạc ra một ngụm máu tươi. Chật vật đến mức tận cùng. Nhâm Khải Vân kịp phản ứng, tức giận nói, ta là Lạc Kiếm Tông trưởng lão, ngươi. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần lại một cái tát phiến ra. Một tát này, Nhâm Khải Vân răng toàn bộ phun ra ngoài. Từng ngụm máu tươi dữ tợn phóng thích. Đừng kéo cái gì Lạc Kiếm Tông, coi như tông chủ ở chỗ này, động ta mẫu thân, cũng chết. Sau đó, Diệp Thần lại một cái tát đánh ra. Một tát này trực tiếp đem Nhâm Khải Vân gò má đánh biến hình. Lại là phiến bay 6 đến 7 mét, đụng vào vách tường trên. Vách tường ầm ầm sụp đổ. Diệp Thần cơn giận, ai dám chịu đựng. Ba bàn tay, Nhâm Khải Vân cơ hồ đã xen vào sống chết bây giờ. Thậm chí hôn mê mấy phần. Vô dụng như vậy. Diệp Thần đi tới Nhâm Khải Vân trước mặt, năm ngón tay bấu vào cổ của hắn, giơ lên thật cao, chợt nện xuống. Muốn chết, không như vậy dễ dàng. Kinh thiên vang lớn. Rung động thiên địa. Nhâm Khải Vân máu thịt mơ hồ. Khổ khổ rên rỉ. Không, không muốn. Diệp Thần, ta sẽ không bỏ qua ngươi à. Nhâm Khải Vân tê tâm liệt phế tê giống lên. Đâm. Xé kéo. Rất nhanh, hắn tiếng gào thét hóa là tiếng kêu thảm thiết. Từng trận xé tiếng ở ánh nắng đỏ rực chính giữa lan tràn mở ra, kinh tâm động phách. Oanh. Diệp Thần một cước trực tiếp đá ra, Nhâm Khải Vân cả người máu tươi, nhiễm đỏ hàm mạc. Thế giới an tĩnh. Tất cả mọi người, nhìn một màn này, cũng hoảng như trong mộng. Diệp Thần vậy quá kinh khủng đi. Hơn nữa cơ hồ là lấy nghiền ép thế chém chết một cái như vậy cường giả. Hát. Nhâm Khải Vân thực lực mặc dù không phải là Lạc Kiếm Tông mạnh nhất. Có thể cũng không thể nhỏ thứ à. Nhưng là lớn mạnh như vậy tồn tại, chỉ như vậy bị Diệp Thần điên cuồng nghiền ép. Những cái kia mắt thấy hết thảy là Kiếm Tông trưởng lão cũng bối rối, thậm chí theo bản năng lui về sau một bước. Bọn họ trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng người, muốn hô hấp, nhưng cảm giác một cổ lực lượng vô hình giữ lại bọn họ cổ họng. Người điên. Chính cống người điên. Nhâm Khải Vân giờ phút này trong miệng không ngừng từng ngụm khạc ra máu tươi. Hắn cảm giác mình thân thể tựa như cũng không thuộc về mình. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, một cái bàn tay cuốn tới. Sức lực gió gào thét, bót lại một cái tát phiến ở mặt hắn lên. Hắn cả người lần nữa bị tung bay. Không chỉ toàn thân là máu, toàn bộ mặt đều phải vặn vẹo.
Hắn không để ý tới hết thảy, từ trong lòng ngực lấy ra một viên đan dược, trực tiếp ăn vào. Đan dược vào miệng, bị thương thân thể cuối cùng dễ chịu hơn mấy phần. Nhưng là đây là Diệp Thần lần nữa đi tới Nhâm Khải Vân trước mặt. Giờ khắc này Nhâm Khải Vân trong con ngươi đều là kinh hoàng. Hắn luống cuống, thật luống cuống. Mấu chốt hắn cây bản không có sức đánh trả à. Đây chính là ở Hoa Hạ, không phải Côn Lôn hư, tại sao phải có cường giả loại này xuất hiện. Diệp Thần không có tiếp tục động thủ, mà là yên lặng móc thuốc lá trong túi ra, rút ra một điếu, ngậm lên miệng. Bật lửa đốt, mây mù quấn quanh mở. Còn có bốn bàn tay, tiếp theo ngươi hẳn biết phải làm sao đi. Diệp Thần thanh âm đạm mạc vang lên, không có bất kỳ nhiệt độ. Tựa như thiên thần thẩm phán. Nhâm Khải Vân hai tròng mắt tràn đầy tia máu, hắn gằn từng chữ, Diệp Thần, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Cho dù ngươi thực lực ngút trời, ngươi cũng không khả năng bao trùm một cái tông môn trên. Côn Lôn hư là kiếm tông nhưng mà nổi danh bao che, ngươi đem ta bị thương thành như vậy, ta không cách nào hoàn thành đệ tử khảo hạch mục tiêu, tông chủ trách tội xuống, ngươi gánh nổi dậy sao? Toàn bộ kinh thành nói không chừng đều phải bởi vì ngươi mà bồi tội. Hướng về phía Diệp Thần nói xong câu này nói, Nhâm Khải Vân ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Giang Vấn Thiên. Giang Vấn Thiên thành tựu Lạc Kiếm Tông đệ tử nhất có tư cách. Giang Vấn Thiên, cái này Diệp Thần không hiểu Côn Lôn hư quy củ, ngươi hẳn hiểu chưa? Lạc Kiếm Tông tông chủ giận dữ, ngươi cảm thấy hắn có thể chịu được. Vẫn là nói toàn bộ Hoa Hạ có thể chịu được. Giang Vấn Thiên do dự mấy giây, hắn biết trước mắt chuyện nghiêm túc tính. Hắn mặc dù muốn giết Nhâm Khải Vân lòng đều có, nhưng là có một số việc, đích xác không có lựa chọn. Diệp Thần cố nhiên có thể nghiền ép Nhâm Khải Vân, nhưng là hắn có thể nghiền ép toàn bộ Lạc Kiếm Tông. Lạc Kiếm Tông trăm vị cường giả, nội môn và ngoại môn, trưởng lão điện, tông chủ, lão tổ, những thứ này tồn tại đều không phải là Diệp Thần có thể đối kháng. Nếu vì nhất thời sảng khoái, sẽ để cho Giang gia càng lún càng sâu, đó mới là thật cái mất nhiều hơn cái được. Bây giờ sự việc đã không thể khống chế, nếu như tiếp tục như vậy nữa, Hoa Hạ võ đạo giới và Côn Lôn hư cũng biết ra việc lớn. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Giang Vấn Thiên nhìn về phía Diệp Thần, khuyên nhủ, Diệp Thần, chuyện này liền đến đây chấm dứt đi, ngươi không được rõ Côn Lôn hư một ít thứ, nếu như chuyện này bị những đại nhân vật kia biết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần, nghe cứu cứu một câu nói, thu tay lại đi. Nhưng là Giang Vấn Thiên nói tiếng nói, Diệp Thần không chút nào để ý tới. Khói mù bao quanh Diệp Thần, chỉ có thể thấy được một đôi tựa như ác ma mắt. Thu tay lại. Diệp Thần làm sao có thể thu tay lại? Nếu như hắn ở Giang Đạo Sơn nhiều dừng lại một ngày, sự việc sẽ làm sao phát triển? Mẫu thân quỳ xuống người này trước mặt, rất miễn cưỡng bị rút ra linh căn. Linh căn một khi trừ ly, cũng không phải là thành là người bình thường đơn giản như vậy. Thậm chí có thể sẽ chết. Mẫu thân xảy ra chuyện, Giang gia bị diệt. Đây cũng là hắn Diệp Thần ác mộng. Hắn làm sao có thể tha? Lạc Kiếm Tông thì như thế nào? Đừng nói Lạc Kiếm Tông một cái tông môn nhỏ, coi như Côn Lôn hư cao cấp tông môn tới. Kết quả vẫn như cũ. Hắn không hiểu Côn Lôn hư. Ha ha, hắn ở Côn Lôn hư 5 năm. Nếm hết thảy thống khổ và mắt lạnh, hắn so người bất kỳ đều biết Côn Lôn hư quy tắc vận chuyển. Giang Vấn Thiên nhìn một cái Diệp Thần, cũng biết đối phương không có buông tay chuẩn bị, vì vậy nhìn về phía Giang Nữ Dung. Dưới mắt, cởi chuông phải do người buộc chuông. Bội Dung, người khuyên một chút đi, hết thảy phải cân nhắc đại cuộc à. Đúng rồi, người không phải là muốn cứu ra Diệp Thiên chính sao, bước vào Côn Lôn hư ở khó tránh khỏi, nếu như đắc tội Lạc Kiếm Tông. Chỉ có chỗ xấu không có lợi, mặc dù ta cũng giận, nhưng là Côn Lôn hư quy tắc chính là như vậy. Giang Nữ Dung nghe được câu này, còn người hơi chăm chú, do dự mấy giây, đi tới Diệp Thần bên người, nhẹ giọng nói, thần nhi, sự việc cứ tính như vậy đi, mụ và Giang gia không có xảy ra chuyện gì, huống chi ngươi đem đối phương bị thương thành như vậy, không sai biệt lắm coi là huề nhau. Diệp Thần gặp Giang Nữ Dung tới khuyên, bóp tắt trong tay khói. Ánh mắt hòa hoãn mấy phần, mụ, người tổn thương như thế nào? Sau đó, hắn từ luân hồi mộ địa lấy ra một chai nước thuốc, đối với Giang Bội Dung nói, mụ, người trước đem vật này uống vào, thân thể sẽ dễ chịu một ít.
hắn có thể cảm giác được trên người mẫu thân đau đớn là cố nén. Giang nữ dung nhận lấy nước thuốc, muốn nói cái gì, nhưng là lời đến khóe miệng vẫn là nuốt xuống. Nàng rõ ràng Diệp Thần nóng nảy, một khi hắn quyết định chuyện, người bất kỳ đều không cách nào khuyên can. Bất quá hắn nhất định là có mình cân nhắc, nàng tin tưởng mình nhi tử. Mụ, chuyện này giao cho ta xử lý, ta Hoa Hạ Diệp gia không e ngại bất kỳ thế lực, dù là Côn Lôn hư cũng là như vậy. Có chút uy hiếp, nếu như không diệt trừ, chỉ biết điên cuồng nảy sinh, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Nói xong câu này nói, Lá hướng Nhâm Khải Vân từng bước đi tới. Nhâm Khải Vân con người hơi co lại, muốn lui về phía sau, nhưng là vô hình uy áp đã bao trùm mở. Diệp Thần, người không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Người làm như vậy, sẽ hại toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới. Nhâm Khải Vân đã lui đến góc tường, hắn trên mình còn đang rỉ máu. Diệp Thần bước chân dừng lại, mở miệng nói, còn có bốn bàn tay, quỳ xuống, nói xin lỗi. Sau đó ta tự mình rút ra đi linh căn của ngươi và thiên phú. Lấy mắt còn mắt ăn miếng trả miếng. Đây cũng là Diệp Thần nguyên tắc. Nhâm Khải Vân căn bản không nghĩ tới Diệp Thần sẽ muốn rút ra đi hắn linh căn và thiên phú. Cái này mẹ hắn là tên điên sao? Người tu luyện một khi mất đi vật này, và một tên phế nhân không việc gì khác biệt à? Nhưng là hắn quên, hắn cũng là như vậy đối đãi Giang Nữ Dung. Diệp Thần, người đây là đang vì mình quật mộ, chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta đi, ta thề từ nay về sau không truy cứu nữa. Đây là tất cả lớn vui mừng cục diện. Nhâm Khải Vân kích động nói. Tất cả lớn vui mừng, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Đúng đúng đúng, ta Nhâm Khải Vân nói chuyện giữ lời. Diệp Thần nghe được câu này, hừ lạnh một tiếng, Thương Long Huyễn Thân Quyết phun trào, trực tiếp gần sát Nhâm Khải Vân, quanh thân kình khí bọc. Sau đó năm ngón tay lần nữa bấu vào đối phương cổ. Chân phải đột nhiên bộc phát lực lượng. Cực kỳ cường thế. Ken két. Nhâm Khải Vân một cái đầu gối trực tiếp bị Diệp Thần đạp bể. Nhâm Khải Vân một chân quỳ xuống. À! Thanh âm hoảng sợ vang khắp. Ta nói để cho ngươi quỳ xuống, tại sao không nghe đâu? Không nên ép ta ra tay. Diệp Thần lại là một cước bước ra, ken két ca. Lần này, Nhâm Khải Vân đầu gối toàn bộ vỡ vụn, trực tiếp quỳ xuống Giang Nữ Dung trước mặt. Còn có bốn bàn tay, chính người phiến, vẫn là ta động thủ. Nhâm Khải Vân cố nén đau đớn trên người, hắn lúc nào nhận loại khuất nhục này. Nhưng là dưới mắt hắn căn bản không có cơ hội phản kháng à. Hắn nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía còn dư lại mấy vị trưởng lão, lạnh lùng nói, người này làm ra như vậy thiên địa không cho chuyện. Các người còn không xuất thủ không? Lấy các người thực lực, bày lạc kiếm trận, tất nhiên có thể chém chết người này. Vậy mấy cái lạc kiếm tông trưởng lão vừa nghe, biết tình hình đã không cách nào khống chế. Duy nhất biện pháp chính là lạc kiếm tông lạc kiếm đại trận. Một hồi lực, có thể tiêu diệt hết thảy. Đây cũng là chém chết trước mắt tên yêu nghiệt này biện pháp duy nhất. Nhâm Khải Vân giận dữ hết, lại là trong miệng khạc ra một hớp máu tươi. Bắn đi ra ngoài, mau. Lấy ta máu tươi làm chất dẫn, nếu như không giết người này cũng không khả năng tha các ngươi. Máu tươi xuất hiện nháy mắt, mấy vị kia là kiếm tông trưởng lão con ngươi lộ ra nghiêm túc, không do dự nữa, ngón tay bóp quyết. Giữa eo và trường kiếm sau lưng đồng loạt xông ra, trôi lơ lửng ở Giang gia đại viện trên. Mấy người đồng loạt bước ra một giọt máu tươi và Nhâm Khải Vân máu tươi va chạm. Mơ hồ bây giờ lại hình thành một đạo màu máu bóng kiếm. Là kiếm chi hình, là trời là ngưng, chu diệt muôn vàn, trận pháp chi đạo, mở. Dứt lời, toàn bộ Giang gia đại viện chấn động lên, tựa như một loại dị tượng muốn hạ xuống hậu thế. Giang Vấn Thiên thấy một màn này, con người tựa như trừng ra ngoài, vội vàng nói, không tốt. Đây là Lạc Kiếm Tông thập đại sát trận một trong. Diệp Thần, cẩn thận. Trận này bùng nổ lực lượng có thể vượt xa Nhâm Khải Vân à. Mấu chốt 3 năm trước, Giang Vấn Thiên tự mình gặp qua mấy vị trưởng lão vận dụng trận này giết một vị thần du cảnh cường giả. Thật là không phí nhiều sức à. Lần này, Diệp Thần phiền toái à. Hắn muốn đi hỗ trợ, nhưng không đến gần được. Lạc kiếm trận hình thành một đạo gió lớn, trực tiếp đem Diệp Thần bọc trong đó. Bầu trời mấy chuôi kiếm lạnh lẽo,
tràn đầy ngút trời sát ý. Tựa như chỉ cần một mệnh lệnh, Diệp Thần tất nhiên hóa là một đạo xương máu. Nhâm Khải Vân thấy một màn này, vậy không để ý chút nào mình thương thế trên người, cười âm hiểm, Diệp Thần, ta không khỏi không thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là coi như ngươi là hoa hạ trời, ngươi ở Côn Lôn Hư cũng chỉ có thể ở tầng dưới chót khổ khổ vùng vẫy. Côn Lôn Hư là kiếm tông mạnh nhất không phải kiếm ý, mà là kiếm trận. Trận này dưới, bất kỳ cường giả chân nguyên cảnh cũng biết thành là một đạo vong hồn. Huống chi, cái này còn bao hàm ta một đạo bổn mạng máu tươi. Dưới mắt ngươi hẳn phải chết, cùng sau khi ngươi chết, ngươi mẫu thân thậm chí còn giang ra tất cả mọi người đều sẽ là ngươi chôn theo. Đây chính là ngươi đắc tội ta là kiếm tông hậu quả. Ha ha ha. Dữ tợn tiếng cười tựa như vang khắp Diệp gia đại điện. Ở Nhâm Khải Vân cùng với Lạc Kiếm Tông mấy vị trưởng lão xem ra, Diệp Thần giờ phút này lâm vào cục hẳn phải chết. Không có sức hồi thiên. Nhiều cường giả như vậy ngưng tụ kiếm trận, ai có thể ngăn cản. Nhưng là giờ phút này, kiếm trận bên trong Diệp Thần nhưng là vô cùng bình tĩnh, nhìn chung quanh mưa to gió dữ. Từng đạo kiếm ý tập trung vào mình. Hắn không sợ chút nào. Thậm chí hắn lại móc ra một điếu thuốc, đốt. Nhàn nhã hết sức. Hắn có linh phù một đạo truyền thừa, đối với trước mắt trận pháp vô cùng quen thuộc, tự nhiên biết nguy hiểm. Nhưng là vậy thì như thế nào, đây đối với người bình thường mà nói, có thể là cục hẳn phải chết, nhưng mà đối với hắn Diệp Thần mà nói, nhưng là gân gà trận pháp. Xem ra ngươi là không chuẩn bị mình phiến vậy bốn bàn tay. Gió bão bên trong, Diệp Thần thanh âm vang lên. Nhâm Khải Vân mặt liền biến sắc, hừ lạnh một tiếng, chết đến ập lên đầu còn dám nói nhảm, động trận, chém chết. Vậy trong bão tố vô số kiếm ý ầm ầm bùng nổ. Sắc bén lóe lên, bóng kiếm đầy trời. Kiếm khí nghiêm nghị, kiếm gió gào thét. Giờ khắc này giang ra đại viện chính là núi đao biển lửa, giờ khắc này gió bão, chính là cùng địa ngục gần gũi nhất địa phương. Từng trận tiếng rít bén nhọn truyền tới, luôn luôn. Đi đôi với một hai tiếng thanh thúy trường kiếm tiếng va chạm. Nhâm Khải Vân cùng với còn lại mấy vị trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, sau khi phát hiện người nhưng là vào lúc này nhắm lại hai tròng mắt. Buông tha. Sợ là ở trận pháp này hạ cảm thấy mình nhỏ bé. Mấy người khóe môi nhếch lên lạnh mâu nụ cười, bọn họ tựa như đã thấy hóa là huyết phụ Diệp Thần. Ngay tại vô số kiếm ý muốn xuyên thấu Diệp Thần thân thể nháy mắt. Diệp Thần mở mắt ra. Chính là rác dưới trận pháp. Phá cho ta. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể huyết long trực tiếp xông ra. Thấy huyết long hư ảnh xuất hiện, Nhâm Khải Vân cùng với còn lại mấy vị trưởng lão hoảng hồn. Thần long phá thể. Thằng nhóc này chẳng lẽ thật là cái gì nghịch thiên linh căn? Ngay tại bọn họ hoảng hốt lúc đó, bọn họ lại phát hiện cái gì? Đi đôi với huyết long lao ra trong cơ thể nháy mắt. Còn có một thanh kiếm. Kiếm này vừa ra, là kiếm trận bầu trời vậy mấy thanh kiếm lại có thể kịch liệt run rẩy. Đây là, Nhâm Khải Vân con người bên trong đột nhiên che lấp một tầng sợ hãi sâu đậm. Chỉ có cao cấp linh kiếm mới có thể dẫn động vạn kiếm ý thần phục. Mà trước mắt, vậy mấy chuôi Côn Lôn Hư kiếm đã là như vậy. Cái này Diệp Thần lại có loại bảo bối này. Do không được hắn suy tính, huyết long long ngâm vang khắp. Như sấm xé thương khung, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Vậy một đạo hàn quang, nếu như duyên dáng, chiếu sáng cả thế giới. Giờ khắc này, thế giới tựa như đọng lại. Ông, yên tĩnh thế giới tựa như bị một giọng nói đánh vỡ. Diệp Thần chân đạp thương long huyễn thân quyết thân hình quỷ dị lóe lên, nơi này đồng thời, Diệp Thần một bước bước ra, nắm trôi lơ lửng không trung chấn hồn kiếm sắc bén tách thả ra. Vậy vẻ hàn quang tựa như khống chế toàn bộ trận pháp gió bão. Rào 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 rào. Gió lớn cuộn sạch, phong vân biến ảo. Diệp Thần bên trong thân thể, lấy đan điền làm trung tâm, vô tận chân khí giống như lũ lụt cuồn cuộn bị quất lấy ra. Cơ hồ cả người lực toàn bộ ngưng tụ cùng một chiêu trên. Chân khí cường đại thúc dục phát dưới, kinh khủng kiếm khí, khoảnh khắc bây giờ, bao phủ bốn phương tám hướng. Tựa như bây giờ, Diệp Thần trong tay chấn hồn kiếm vung ra, hóa là long hổ giống từ trên trời hạ xuống. Thiên địa giống, ở một chiêu này bây giờ, cũng mơ hồ bị Diệp Thần điều động. Làm sao có thể? Mắt thấy bất thình lình một màn,
Nhâm Khải Vân sợ ngây người. Hắn trợn to hai mắt, theo bản năng kinh hô thành tiếng. Diệp Thần phân minh đã bị bọn họ đẩy vào đến tuyệt cảnh chính giữa, hắn phân minh đã là nỏ mạnh chi cung liền à. Ở tất cả mọi người nhìn lại, chờ đợi Diệp Thần chỉ có thất bại và chết. Nhưng là, bây giờ đây là chuyện gì xảy ra? Tuyệt cảnh chính giữa Diệp Thần lại bạo phát ra kinh khủng như vậy khí thế. Vậy một cổ hơi thở, tựa như lật ngược cái này một mảnh thiên địa. Vậy vẻ hàn quang, tựa như xé cái này một mảnh thương khung. Vậy đáp xuống long hổ giống lại là giống như thiên địa uy áp, để cho trong lòng người sợ hãi. Cái này, là cái gì kiếm kỹ? Thật là mạnh mẽ. Lạc kiếm trận pháp vào giờ khắc này tựa như thay đổi nhỏ bé hết sức. Trong một cái chớp mắt này, Nhâm Khải Vân tim đập rộn lên. Hát, thằng nhóc này rốt cuộc cái gì tu vi? Trời ạ, khí thế thật là mạnh mẽ. Không tốt, Lạc kiếm trận phải bị cưỡng ép xé. Không đơn thuần là Nhâm Khải Vân, tất cả mọi người tại chỗ, thấy Diệp Thần thi triển ra một chiêu này, đều sợ ngây người. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Như vậy khí thế kinh người, thậm chí để cho rất nhiều người bỏ quên Diệp Thần ở đó là kiếm trận chính giữa, quanh thân vòng quanh lôi hồ. Chính là hắn ở Giang Đạo Sơn trong, hấp thu thiên đạo lôi kiếp sản xuất sinh bổn mãng linh phù đột biến. Đáng tiếc, giờ khắc này không có người có thể an tĩnh lại đi tỉ mỉ thưởng thức Diệp Thần ra chiêu toàn bộ quá trình. Mọi người thấy Diệp Thần ra tay bây giờ tạo thành khí thế, đã sớm hoảng sợ đến tột đỉnh. Vậy long hổ xen lẫn nhau chiếu rọi, tựa như ngưng tụ thiên địa lực trấn áp xuống, cái này. Là bực nào chiêu thức, Nhâm Khải Vân có thể ngăn cản. Cái này là kiếm tông thập đại sát trận có thể ngăn trở. Đùa gì thế? Cái này căn bản không là hoa hạ cường giả nên có chiêu thức. Xa xa Giang Vấn Thiên và Giang Kiếm Phong cũng không hẹn mà cùng trợn to hai mắt. Diệp Thần cho bọn họ quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Giang Kiếm Phong đã từng vậy lấy là Diệp Thần rất nhỏ bé, nhưng là ai có thể biết, cái này bao nhiêu tháng. Diệp Thần lại có thể đã đạt đến có thể bao trùm Côn Lôn hư tông môn trưởng lão cùng với sát trận quyền lực. Xa ở Giang Gia Gia một dãy cao ốc trên, một cái ngồi ở sân thượng lan can trên, uống chút rượu ông già, giờ khắc này thân hình nghiêng về trước, trong mắt bạo phát ra lau một cái khiếp người sạch bóng. Ta một đường từ Hồng Kông theo đến Kinh Thành. Ngược lại là phát hiện một chút không phải sự việc, lão gia cháu trai lại có như thực lực này. Thú vị, thật thú vị. Không có ai chú ý tới, giờ khắc này cái đó ngoài 300 thước cụ già nhìn Diệp Thần ánh mắt, kinh nghi bất định. Ông, thiên địa biến sắc, toàn bộ Giang gia đại viện, giờ phút này xôn xao tiếng một mảnh, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt, đều bị hấp dẫn tới Diệp Thần trên mình. Trong bầu trời long hổ. Rốt cuộc xông vào Lạc kiếm tông gió bão chính giữa. Đâm. Chẳng qua là một hồi thanh thúy xé tiếng, nguyên bản vậy nhìn như gió thổi không lọt gió bão trực tiếp bị tê liệt nghiền. Vậy từng chuôi kiếm lạnh lẽo hóa là bột, tiêu tán ở giữa trời đất. Ở một chiêu này bên trong, Lạc kiếm trận nhìn như khí thế bừng bừng kiếm chiêu, giống như gà vườn chó đất, không chịu nổi một kích. Đinh. Thật là nhanh, thật là mạnh, thật là khủng khiếp. Kiếm trận đều không cách nào chém chết người này. Người này rốt cuộc lai lịch ra sao? Hoa hạ nào có loại này yêu nghiệt? Mắt thấy trường kiếm gãy nát, Diệp Thần một chiêu nhưng là thế như trẻ tre tiếp tục rơi xuống, Nhâm Khải Vân con người co rúc lại, vạn phần hoảng sợ tê giống lên. Không tốt! Bành! Một tiếng kinh thiên vang lớn. Mấy vị thi trận trưởng lão thân thể đồng loạt bị một cổ lực lượng vô hình oanh bay. Miệng phun máu tươi. Cắn trả lực ở bọn họ trong ngũ tạng lục phủ đánh vào. Nhâm Khải Vân cũng là khạc ra một ngụm máu tươi, toàn thân đã ướt đẫm. Bởi vì vậy cái huyết long hư ảnh giờ phút này đang gắt gao quấn vòng quanh hắn toàn thân. Hắn không cách nào nhúc nhích. Vậy giữ tợn quả nhãn đang nhìn chằm chằm hắn, tùy thời thì biết đem hắn chiếm đoạt. Ngay tại lúc này, Diệp Thần lần nữa xuất hiện ở liền trước mặt hắn. Nhâm Khải Vân trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng bị hoàn toàn đánh lui, hắn chợt quạt mình bốn cái bàn tay. Cái này bốn bàn tay bót bót vang dội, mặt hắn bàng đã máu thịt mơ hồ. Diệp tiên sinh, Nhâm Khải Vân có mắt không biết Thái Sơn, cũng không dám nữa, xin Diệp tiên sinh thả qua ta một mạng chó. Chỉ cần có thể sống, là có thể Đông Sơn tái khởi. Kẻ thức thời là người tài giỏi,
tha ngươi. Đúng đúng đúng, khẩn cầu Diệp tiên sinh tha ta một mạng. Nhâm Khải Vân giờ phút này liền tựa như một cái chó sủ vậy. Nghe được như vậy lời nói, Diệp Thần ngón tay bóp quyết, chỉ điểm một chút ở Nhâm Khải Vân trên ấn đường. Một giây kế tiếp, một đạo ánh sáng phảng phất từ Nhâm Khải Vân trong thân thể chiều ly. Nhâm Khải Vân trợn to mắt mâu, hắn phát hiện mình linh căn đã bị phá hư. Thời khắc này hắn chính là một tên phế nhân. Hủy diệt linh căn, so giết một người còn thống khổ à. Giờ khắc này, Nhâm Khải Vân cũng không nhịn được nữa. Diệp Thần, đừng quên người phụ thân ở huyết minh trên tay. Người phá hủy ta, liền hoàn toàn đắc tội chết huyết minh, người phụ thân không có tư cách sống. Các người một nhà cũng không có tư cách sống. Diệp Thần chán đông lại một cái, nghĩ tới điều gì, xem ra ngươi không riêng gì là kiếm tông người, cũng là huyết minh người. Nhâm Khải Vân cố nén đau đớn, vui vẻ cười to, xin lỗi, ngươi đã tỉnh ngộ đã quá muộn. Nói xong, lòng bàn tay hắn dương ra, một bản phù văn trực tiếp chui xuống dưới đất biến mất không gặp. Bùa này sẽ đem chuyện hôm nay nói cho huyết minh cường giả, cuộc đời này ngươi định trước không bao giờ an ninh. Cá chết lưới rách, đây cũng là Nhâm Khải Vân quyết định sau cùng. Diệp Thần con ngươi lóe lên một đạo sát ý, chấn hồn kiếm động một cái, kiếm quang lóe lên, Nhâm Khải Vân vậy đầu lâu giữ tợn trực tiếp cút ở trên mặt đất. Huyết dịch tiệm nhiễm. Nếu là người huyết minh, Diệp Thần hơn nữa không thể nào giữ lại. Trực tiếp chém chết. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần ngón tay bóp quyết, một đạo linh phù đột nhiên ngưng tụ mà thành. Hướng vậy chui xuống dưới đất phù văn đi. Xé kéo. Nhâm Khải Vân phù văn bị vỡ ra tới. Một nửa tiêu tán, một nửa nhưng hoàn toàn biến mất. Diệp Thần trong mắt có chút nghiêm túc ý, mặc dù phá hư vậy đạo tin tức nguyên vẹn tính, nhưng là có một bộ phận đồ tất nhiên sẽ chuyển tới Côn Lôn hư huyết minh bên trong. Thôi, huyết minh ta tóm lại muốn giết tới cửa, đã đắc tội chết, vậy không quan tâm cái này không trọn vẹn tin tức. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần nhìn về phía mấy vị kia là kiếm tông trưởng lão. Ánh mắt lạnh như băng kia, trực tiếp để cho những trưởng lão kia con người co giúp một cái, rối rít quỳ xuống. Diệp tiên sinh, chuyện này và chúng ta không có bất luận quan hệ gì, mới vừa rồi chúng ta vậy không phải cố ý làm, còn xin bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta hướng người bảo đảm, chuyện hôm nay, tuyệt đối sẽ không nói cho tông môn. Cố nhiên như vậy. Diệp Thần trong mắt sát ý không có biến hóa chút nào. Đám người này mặc dù không phải là chủ đạo, nhưng là vậy không trốn thoát liên quan. Mấu chốt đám người này nếu như đem chuyện hôm nay truyền đi, đối với hắn mà nói, cũng là một đạo uy hiếp. Diệp Thần mới vừa muốn động thủ, Giang Vấn Thiên đứng dậy, Diệp Thần, nếu không sẽ bỏ qua những người này, bọn họ cũng không phải chủ yếu người. Giang Vấn Thiên lời còn chưa nói hết. Trong không khí đột nhiên bắn ra mấy đạo cực kỳ cường đại mũi tên. Mũi tên tựa như xé không khí, mang tiếng gió gào thét, xuyên thấu mấy vị kia Lạc Kiếm Tông trưởng lão thân thể. Mấy vị kia còn đang cầu xin tha Lạc Kiếm Tông trưởng lão đến chết vậy không nghĩ ra, mình sẽ chết ở dưới mũi tên sau lưng. Đồng loạt ngã xuống. Giang Vấn Thiên và Giang Kiếm Phong thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Sự việc đây là hoàn toàn hướng cực đoan phương hướng phát triển à? Đến lúc đó là kiếm tông trách tội xuống, nên làm cái gì à? Tất nhiên thời gian đầu tiên truy cứu trách nhiệm đến Diệp Thần và hắn trên mình. Mà giờ khắc này Diệp Thần hoàn toàn không có chú ý mấy vị này chết đi trưởng lão, ngược lại nhìn về phía Giang gia phía nam một dãy cao ốc. Không do dự nữa, dưới chân khí cuồng bạo nổ bể ra, cấp tốc hướng cao ốc sân thượng phóng tới. Làm đi tới cao ốc lúc đó, Diệp Thần một bước một cái sân thượng, rất nhanh là đến trên sân thượng. Hắn mơ hồ thấy được một cái ăn mặc ông cụ đồ trắng đưa lưng về phía hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.